Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái lớp học về kinh Pháp Cú. Trước khi mà sư tiếp tục cái việc mà ôn tập cho cái chương cũ hồi tuần qua, thì sư xin phép được thông báo một chút xíu vì lý do kỹ thuật thôi. Sư xin phép sư nghỉ tuần sau, chỉ có tuần sau thứ tư này, tuần sau đó sư xin phép nghỉ một buổi, là tại vì là sư phải chuẩn bị cho cái lớp mà tu học về bộ bộ thứ bảy của tạng Abhidhamma đó, bộ nó gọi là bộ Paṭṭhāna. Bộ này đó là nó tên gọi là Pháp Thú, tiếng Việt Nam gọi là Pháp Thú. Bộ này bộ thứ bảy của tạng Abhidhamma là đứng về trên về về trên Phật giáo quốc tế đó, thì nó thuộc gọi là bài dốt cao, tức là phần mà tiến sĩ Phật giáo mới học được. Nhưng mà sư không hiểu, quý Phật tử tại chùa Kỳ Viên á, họ xin thỉnh cầu sư dạy cho họ trong 10 ngày bộ môn bát thú phá thâu phá thú bát thai ná. Cái bộ này đó nên sư phải chuẩn bị mấy mấy ngày nay, sư chuẩn bị mà cũng có phần hơi lo nhiều cho quý Phật tử tới đi học đó, tại vì họ là những người có công ăn việc làm và đang làm việc với chính phủ cũng có, và công ăn việc làm cá nhân cũng có, mà họ các quý Phật tử họ xin với sư để được đi học á, do đó họ đã xin phép cái kia bên cơ quan chính phủ hay là các công sở của họ nghỉ đó, thì các sư phải cố gắng đầu tư cho cái lớp học này nó được hoàn mãn. Họ sẽ học từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều suốt 10 ngày như vậy, không ngừng không ngừng, 8 sáng tới 5 giờ chiều, mà sư phải tải họ. Tại vì hiện tại các số Phật tử hiện học về bộ Abhidhamma ở tại chùa Kỳ Viên đó là chưa xong cái chương trình tiểu học, chưa xong chương trình tiểu học. Tại chương trình tiểu học nó còn có 9 chương, sau 9 chương sẽ lên trung học. 9 chương lên trung học đó thì phải học qua cái phần gọi là Yamaka, Thātukkaṭha và Cà Tháo Quá Thú, buôn ba bộ như vậy đó. Thì sau đó thì mới lên tới bộ đại học, là cái này là ra tiến sĩ Phật giáo của Phật giáo Thái Lan, tiến sĩ Phật giáo bài dốt cao, mà sư sẽ phải đảm trách cái chương trình này trong 10 ngày cho quý Phật tử đã học tại Tâm Pháp Thiền Viện. Thành ra đó nó rớt vào trong ngày thứ bảy này, ngày mai sau khi sư giảng xong ở tại Hoa Nghiêm, tối ngày mai xong thì sư phải trở về Tâm Pháp liền để sư sắp xếp một số việc cần cho cái thứ bảy họ tới ăn ở ngủ nghỉ. Thì việc ăn ở ngủ nghỉ thì ổn, không có sao, nhưng mà bài vở sư phải lo cho một số. Nên á, 10 ngày là rất là căng thẳng. Họ sẽ học với sư 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, suốt như vậy 10 ngày không nghỉ. Chiều từ 6 giờ đó là các quý vị chia ra từng nhóm, từng cụm để mà ôn tập và không có trao đổi với sư. Thì sáng ngày hôm sau á, và sư vô tiếp tục sư truyền tải cái bài môn bộ bài kinh mới. Thì làm như vậy đó mới kịp. Nếu như mà họ Phật tử mà họ hỏi sư một câu á, thì sẽ dồn tất cả thời gian nó bị ứ động lại. Ứ động lại thì rất là trở ngại cho cái việc khóa học tiếp tục của mình trong 10 ngày không có kết quả. Tại vì chắc có lẽ quý Phật tử họ đang đua với sư. Nhưng mà sư nghĩ không sao. Hồi xưa sư tới học với ngài Tịnh Sự đó, sư nói không sai, là sư tới học với ngài từ tiểu học cho tới trung học và đại học. Trong vòng 6 tháng sư học hết 7 bộ Abhidhamma, học hết 7 bộ Abhidhamma, sư chưa kể là 9 chương mà phần tiểu học mà sư đã trải qua. Nhưng mà sư bù trở lại là sư nói là sư học 4 thời một ngày, tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, đến học sứ mình ba việc thường không đủ, nhất ngũ nhị ăn tam mặc, là sáng 3 giờ, 3 giờ rưỡi là sư phải lên giảng đường, 10 giờ rưỡi khuya sư mới trở về phòng của sư và sư nghiên cứu tiếp tục và học suốt như vậy. Chưa suy nghĩ được có một tiếng đồng hồ thôi
mà sư học suốt như vậy 6 tháng, tại vì trong cái giai đoạn đó là Ngài tịnh sự dạy rút cho sư để Ngài chết, Ngài bị bệnh, do đó Ngài phải thúc mạnh cho sư để mà truyền cho sư xong thì Ngài ra đi. Thì quả thật là Ngài ra đi, sau thời gian sau thì Ngài đi, sư ở với Ngài trong vòng có 3 năm Ngài ra đi. Nhưng mà Abhidhamma ngày hôm nay đứng về mặt Việt Nam, Phật giáo Việt Nam nói riêng là ở tại Hoa Kỳ này, chung cái nước Mỹ này, khó có người mà truyền tải hết tạng Abhidhamma được, đếm trên đầu ngón tay thì sư nghĩ ngoài ra không tới 3 người. Tại Việt Nam hiện có Ngài Hộ Pháp là Ngài biết về tâm tạng và Ngài dịch kinh, còn sư thì sư đọc tâm tạng và chú giải trên 6 lần suốt 391 cuốn, và sư đọc đã 6 lần. Thì ngoài ra sư không biết tìm ra người thứ hai, thứ ba nữa hay không, sư không biết. Tuy nhiên với cái khả năng mà sư về lãnh hội về hai cái bộ môn mà pedagogic á, là về phạm, về sư phạm đó, thì sư học về tâm lý sư phạm, và sư có một khóa tâm lý sư phạm về Phật giáo nữa, thì sư phải quyển chuyển đến mà truyền tải cái Phật Pháp đến cho quý Phật tử học được. Do đó sư hơi căng thẳng trong thời gian này, tại vì cái này là điều kiện rất là khắt khe, rất là gắt gao, khắt khe với cho sư, với cái khả năng quý Phật tử hiện nay còn bị mưu sinh, gia đình, nhà cửa, người sinh hoạt, vợ con, hay là tiền nhà, tiền cửa, vân vân. Còn sư trong thời gian sư đến học với Ngài tịnh sự, lứa cái đứa tuổi 20, trong trắng, đơn giản, không phiền toái, không gia đình, do đó bao nhiêu Ngài đưa xuống thì sư đều nhét vô được hết. Còn hôm nay đó, sư hiểu quý Phật tử vô á, 10 có thể ra hết 7 rồi, không biết là có thể còn ra 9 không nữa. Tại đó đó sư không có hiểu là sức quý Phật tử như thế nào không? Là sư còn phải đang đo lại cái trường hợp đó. Nhưng mà anyway thì đằng nào sư cũng xin phép cho quý Phật tử, cho phép sư được xin phép nghỉ ngày thứ tư tuần sau và thứ tư tuần sau nữa đó, là qua July 4 đó, thì sư sẽ có mặt lại quý Phật tử, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ nếu như mọi chuyện đều an vui tốt đẹp. Thì cái chương trình khóa tu học bộ Bathana này, nó gọi là phát bộ duyên sinh và duyên hệ, nó đi tới cái bộ thứ hai chót, cái bộ chót cuối cùng của nó là Paticca Samuppada, tức là bộ ta gọi là liên quan tương sinh, liên quan. Paticca tức là liên quan tương sinh, mà dân gian thế gian con người ta thường hay gọi là gì, thập nhị nhân duyên, mà chúng ta thường nghe nói tới, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc liên dục nhập đó. Thì cái này á, là chúng ta thường nghe dân gian họ nói thôi, sư không biết là ở đâu, phải không? Quý Phật tử nghe nơi nào, nhưng mà nghe thập nhị nhân duyên, quý Phật tử có nghe phải không nè? Nghe nhiều không? Nhiều, ở đó ngoài dân gian đều có nói hết ha, ngoài nơi nào cũng có nói thập nhị nhân duyên. Nhưng mà quý Phật tử sẽ học về duyên, khởi sanh lên nguyên nhân, rồi nguyên nhân nó kết chọt lên 12 dòng, và hiện bài ra sự liên quan, và nó sanh khởi liên tục và không ngừng. Vì đó quý tử sẽ học cái bài đó là lấy bằng tiến sĩ Phật giáo. Sư kỳ rồi sư qua bên Thái Lan, sư gặp một vị gọi là bà Dục Cao, vì đó là tiến sĩ Phật giáo mà 39 tuổi, 19 tuổi hạ, ổng phải bưng sách vali với sư đi ra xe. Sư hỏi hiện bây giờ sư đang làm gì ở đây, tôi nói tiếng Thái, thì ổng chỉ đang dạy cái môn là Majjhima Nikaya, là Trung Bộ Kinh mà thôi. Ông hỏi ngược lại sư á, tại vì sư ổng nhỏ hạ sư, thì ông hỏi ngược sư đang làm gì ở nước Mỹ. Sư nói sư đang dạy song đôi phần Kinh Tạng và phần Abhidhamma ở tại chùa Kỳ Viên ở Washington DC. Ông vô cùng kinh ngạc, hiện ông lấy bằng tiến sĩ Phật giáo của Thái Lan, nhưng mà ông vô không được cái Paticca Samuppada này, ông vô không nổi, mà ông phải nhờ sư hỏi mẫn những cái câu mắc gút, sư mở ra dùm cho ông ngắn gọn. Ông rất là hoan hỷ, ông vô không được cái khúc này, mà ông hỏi sư ra thì sư nói 20 năm về trước sư đã học xong.
Do đó đó thì quý Phật tử sẽ thấy là khi mà quý Phật tử học xong bộ Bát Thú Bát Tha Ná này đó, sư phải bắt buộc quý Phật tử sẽ đi tới cái bộ mà liên quan tương sinh, người ta gọi dân gian gọi là thập nhị nhân duyên. Duyên nào khởi lên nhân, nhân nào có 12 chuỗi, chuỗi nó liên quan như thế nào, nó sanh khởi liên tục không ngừng nghỉ. Lúc đó ta nắm bắt được liên quan tương sinh. Chứ không phải ta nói thập nhị vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. 20 năm về trước, sư tới tu viện Huệ Quang ở Đầm Sen, sư chỉ dạy có hai vị và sau đó sư ra đi qua nước Mỹ này. Hai vị duy nhất mà thỉnh cầu sư trong suốt 6 tháng, rồi sau đó sư mới có schedule sư tới dạy. Đó là Hòa Thượng Thích Huệ Hưng và Thượng Tọa Thích Minh Cảnh, là trưởng ban nghiên cứu, trưởng ban phân ban chuyên môn Viện Nghiên cứu Phật học. Ở lúc bây giờ mời sư dạy cái thập nhị nhân duyên này, sư nói không, sư không hướng dẫn thập nhị nhân duyên mà sư hướng dẫn về thập liên quan tương sinh. Thì ông ta mời sư dạy 7 ngày, 7 ngày từ sáng 7 giờ tới 7 giờ tối, mà có hai anh em thôi, Hòa Thượng Thích Quả Hưng và Thượng Tọa Thích Minh Cảnh. Sư giảng liên tục như vậy và sư yêu cầu là không có hỏi, không có hỏi. Mà quý Phật tử biết hồi xưa đó, 20 năm về trước đó, mà quý Phật tử mà đến gặp sư đó, quý Phật tử không có cách nào ngồi nghe như vậy được đâu. Tăng với ni á luôn luôn phải cây máy thâu băng không à, tại sư nói nhanh lắm. Bây giờ là sư còn có 10% thôi và hết nói nhanh rồi, già yếu rồi. Lúc này Phật tử nó hết pin đó, lúc này là già yếu rồi, không có nói nhanh được nữa. Nhưng mà theo suy nghĩ á, thì nó có chiều sâu hơn hồi 20 năm về trước. Nhưng mà khi sau khi giảng xong 7 ngày 7 đêm, bất là 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều, thì Hòa Thượng Thích Huệ Hưng cũng nói: từng tủ này tôi mới được nghe pháp của Đức Phật một cách thiết thực. Ông buông mắt kiến xuống, ông buông xuống, ông ngồi lặng lờ. Từng tủ này tôi mới được nghe được pháp Đức Phật, mà đang đứng vị trí là trưởng ban phân ban chuyên môn về viện nghiên cứu, mà đang làm việc kỹ sư. Ông nói không tưởng tượng được pháp Đức Phật như vậy. Thì khi Phước Tử sẽ thật nghe cái phần mà mổ xẻ cái phần mà thập nhị nhân duyên như vậy nè, sư chỉ nói như vậy thôi đó là đã khủng khiếp rồi. Không tưởng tượng là một cái duyên từ vô minh qua minh hành đó, bao nhiêu duyên kết hợp đó. Không phải ta nói chơi đó, vô minh duyên hành không đâu, bao nhiêu duyên kết hợp mổ xẻ từng duyên, nhân nào có duyên này và yếu tố nào nó hình bài và nó kết hợp nhau và nó có tính chất chặt chẽ và không bẻ gãy được, và nó hiện bày ra 12 chuỗi mà chúng ta bị sanh tử luân hồi mãi và không ra được cái luân hồi tam giới. Sư chích hiểu cặn kẽ và không có một cái chi tiết nào bỏ sót qua trong suốt 7 ngày. Thì hoan hỷ lắm. Và sau đó là sư ra đi, sư không có ở Việt Nam và cho tới ngày hôm nay, và một đi không có trở lại. Dạ không. Sư đã nói một lời với mẹ của sư, cũng như Đức Từ Cung đã nói một lời với Vua Bảo Đại, đã nói một lời với Đức Từ Cung. Sau khi trao ấn tín xong thì Vua Bảo Đại nói: ngài con ra đi không trở lại để gặp mẹ khi mẹ mất. Thì sư ra đi, sư cũng nói với mẹ ba của sư không trở về với mẹ ba sư nữa. Mà mẹ ba sư đã mất hồi năm ngoái, cầm cái passport trong tay sư có thể về, nhưng sư nghĩ sư không có thể nào về được và không có bao giờ sư trở về, trừ khi là sư bỏ xác thân này thiêu mang xác về Việt Nam. Nhưng mà sư cũng không nghĩ là đem về Việt Nam. Do đó đó thì cái chuyện đó là cuối rồi, đã cuối cuộc đời rồi. Và một lời sư nói ra: ba la mật chánh đẳng chánh giác, sư không thay đổi. Do như Phật tử quan hệ, do đó thì sư xin phép là sư xin nghỉ vào thứ tư tuần sau để sư hoàn tất trong cái lớp học của Bát Tha Ná cho các quý Phật tử học xong, thì sư gặp lại quý Phật tử tuần tới ha. Quan hệ không nè, quý Phật tử quan hệ, nhà sư xin nghe. Không có Bát Tha Ná, không có tiến sĩ Bát Tha Ná. Dạ không, hoàn toàn cắt đứt hết mọi sợi dây liên lạc, giờ chỉ có một nội bộ, thì sư sẽ quyết định như vậy. Không có một người nào, không có camera nào xuống thầu hết, chỉ có một lần một thôi. Dạ sư mệt rồi. Không có thầu. Giờ sư nghe. Cái karma là nghiệp, còn nhân là gì sư? Hệ tú,
hay tú là nhân, quả là pha lá, hay tú là nhân. Dạ, yeah. Quả nó có hai loại quả, lợi quả và ngũ quả. Nhưng không phải, không phải. Nhị thục quả, quả hiện tại, quả sắc na. Ta biết Bali gọi là quý ba cá và pha lá. Quý ba cá tức là quả phát sanh từ nơi hai nơi, thiện và bất thiện, làm nhân. Còn quý ba cá là thiện bất thiện, còn pha lá là từ nơi mắt gá là đạo liền quả, không chậm trễ sắc na, đạo và quả. Quả này là quả siêu thế, còn quả này là quả hiệp thế, còn ở trong tam giới. Do đó, còn căm má tức là nghiệp báo, nghiệp là tiếng Pali gọi là căm má, tiếng Sanskrit gọi là cả ma. Dạ, quý Phật tử năm. Việt Nam mình có ba thứ tiếng là Bắc Trung Nam đó. Thì Bali và Sanskrit không ngoại lệ. Ấn Độ nó chia làm hai nhóm, miền Bắc ta gọi là Bắc Phạn là Sanskrit, và Nam Phạn là miền Bali. Bắc Phạn là miền Bắc dùng tiếng nói của miền Bắc, nó dùng tiếng Sanskrit. Còn ở miền Nam dùng, ở dưới miền Nam họ dùng tiếng Nam, thì là tiếng gọi là Bali. Ở dưới thì dùng ly, còn ở trên dùng dít. Do đó nó chia làm hai. Quý tử nghe kiểu không? Dạ, khi chúng ta học về nghịch sử đó, chúng ta sẽ hiểu thêm à, cái này là nó ngoài vấn đề, thấy chưa? Rồi chúng ta tiếp tục. Vậy thì chúng ta ôn lại cho tuần vừa qua, chúng ta học về hỷ, hả? Pháp hỷ. Thì quý Phật tử biết á, pháp hỷ ở trong đời này, quý Phật tử phải nhớ cho suy nhắc trong cái sự ôn tập này. Cuộc đời của chúng ta vui chưa được trọn vẹn là khổ đau lại tới liền trước mắt. Đó là chuyện thế gian, không có tránh nói được, không tránh đắc được. Chúng ta vui chưa trọn vẹn với Đức Thế Tôn, với Đức Phật 80 năm thì Ngài lại ra đi với định lực vô thường, gãi tường vườn Kusinara và Ngài biên tịch Niết Bàn. Ta cũng vậy thôi, cha mẹ ta cũng vậy thôi, anh chị em ta cũng vậy thôi, và chính bản thân ta cũng vậy thôi. Cái cuộc vui chúng ta không bao giờ được trọn vẹn. Sự vui này chúng ta níu kéo, chúng ta bám giữ, và chúng ta mong mỏi được có với thời gian, và mong cầu để được ở tồn tại với chúng ta. Tuy nhiên với định luật vô thường, chúng ta lại mất đi một sự an vui, không được hưởng trọn vẹn. Cái thứ hai, chúng ta lại đón nhận hai cái loại nghiệp mà chúng ta phải trả dai trả. Nghiệp quá khứ chúng ta đã vay chồng, và hôm nay nghiệp hiện tại chúng ta đã tạo ra. Hai cái nó chụp chúng ta ngay khi ta đang vui, đang chưa được trọn vẹn cái định luật vô thường. Nghiệp nó đến chúng ta làm mất đi sự an vui chúng ta đang có hưởng. Kế tiếp nữa là chúng ta còn lại còn tạo ra những trường hợp ngoài ra nữa, là những cái gì mà chúng ta không muốn nó lại có trong lúc vô thường, chúng ta không hiểu, chúng ta cũng tặng tạo ra. Lúc đó những ba lĩnh vực nó đến chúng ta cắt đứt chúng ta đi. Cắt đứt những gì chúng ta đang vui, vui đó, mắc đó, buồn khổ đó, than thở đó, chúng ta lại tạo ra một hành động khác. Có những người họ không hoan hỷ với cái sự mất mát, họ sân hận lên. Có những người họ không chịu dừng lại cái trạng thái thua lỗ, họ lại dãy dùng trong cái trạng thái tạo dựng ra cái khác. Tất cả là bị cuốn lôi, tất cả còn phải ở trong cái quy luật của sự tạo tác. Và cuối cùng họ nhận chứng được là gì? Không có chi an vui ở trong tam giới này cả. Cho chúng ta được hưởng với cõi trời an vui sắc giới vô sắc giới mà chúng ta được phát ra trong những tuần trước, trong 31 cõi đi nữa, thì chúng ta cũng không qua khỏi cái định luật vô thường, khổ vô ngã, rồi chúng ta cũng phải ra đi. Duy nhất chỉ có một con đường mà chúng ta được biết qua lời dạy Đức Phật, là con đường mà chúng ta phải tu tập thiền chỉ hay tường quán hay ta hành bát chánh đạo, chúng đoan con đường đạo đế để chúng ta đến diệt đến Niết Bàn, được sự an vui, được giải thoát. Lúc đó cái niềm vui nó được trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta nhìn trong góc độ sự tu tập đó, chúng ta muốn được an vui, Niết Bàn, giải thoát trọn vẹn như vậy đó, chúng ta phải bớt hay là ngừng lại tạo tác cái nghiệp báo.
Ở đời chúng ta không có chịu ngừng lại trong sự tạo tác nghiệp báo. Chúng ta muốn sòng phẳng và chúng ta muốn đối diện. Chúng ta chỉ muốn hơn và thua, chúng ta không chịu ngừng lại trong trạng thái mà mất mát. Do đó đó, chúng ta mắc cả cả. Đến với Đức Phật, có nhiều người đã được nghe lời dạy Đức Phật. Để rồi chúng ta quay trở ra khỏi lời dạy Đức Phật đó, chúng ta lại tiếp tục tạo ra những hành động của chúng ta lại. Có người nhắc, ta nói là ai, ta quên, không ai nhắc cho tôi biết. Có khi tôi quên, tôi không có thực sự nhớ này. Luôn luôn con người chúng ta cứ biện hộ và biện luận và tranh cãi và những lý luận và giải đáp và hơn thua không có ngừng từ hành động lời nói. Chúng ta tiếp tục trong đó, ta nói ta đang tìm cái sự an vui cho ta, chúng ta đang nói ta đang tìm sự an vui cho ta, cái niềm vui đó không có. Đức Phật đã nói một người mà biết im lặng, một người biết dừng lại trong hành động, lúc bây giờ mới có sự an vui ngay hiện tại, chứ chưa gọi là an vui lâu dài. Angulimala là tên cướp sát nhân. Angulimala là tên cướp sát nhân vì điên cuồng muốn giết 1.000 lóng tai, 1.000 người để cắt 1.000 lóng tai để đem về cho vị thầy dạy cho mình con đường đạo giải thoát. Angulimala đã điên cuồng sai xưa trong hành động sát nhân, giết 999 mạng, còn 1 mạng người cuối cùng. Mà ngay lúc bấy giờ nếu không có Đức Phật thì hiện hữu ra để độ cái người mạng cuối cùng đó thứ 1.000, chính là mẹ của Ngài, chính là mẹ của Angulimala. Mà quý Phật tử biết, đối với Đức Phật, khi chúng ta phạm trong ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, chảy máu chân Đức Phật, phá hoại hợp tăng và giết một vị thánh A-la-hán, coi như chúng ta gốc vô gián địa ngục, khó mà được đạo quả Niết Bàn trong hiện tại. A-sa-thế không ngoại lệ. A-cha-ta-sa-tú để giết cha của Ngài là Bình Sa Dương, để rồi nghe pháp Đức Phật trong bài kinh hay là một pháp thoại Pramma Cha La Samana, tức là đời sống sa môn quả. Sa môn quả Pramma Phala, tức là đời sống sa môn quả mà vị mà A Xà Thế được nghe với hội chúng tăng 1.200 năm vị tỳ khu ở trong cùng già, tất cả ai cũng đắc đạo quả sơ quả mà A Cha Ta Sa Tú không đắc đạo quả. Là vì sao? Vì giết cha của mình, ngăn cản của con đường đạo quả ngay hiện tại. Vậy thì Angulimala ngay khi đang sai cuồng trong cơn khát máu để giết một người thứ 1.000 để trở về trình lên cho vị thầy một sâu chuỗi 1.000 lóng tai của người đã giết chết đem lên để chọc được pháp đạo giải thoát, thì Đức Phật Ngài hiện hữu ra đủ duyên với Ngài. Ngài hiện hữu ra để Ngài can thiệp vào cái trường hợp có thể giết mẹ và mất đi con đường đạo quả. Thì Angulimala suy nghĩ thế này: giữa hai người mà ta phải chọn lựa, một người quả phụ, một người phụ nữ và một người sa môn, một người xuất gia chưa biết đó được Phật, thì Angulimala nghĩ người phụ nữ này phải có gia đình, còn người sa môn này không có gia đình, giết người này đỡ tội hơn. Người có gia đình bớt bớt đó, còn có gia, không gia đình là nặng rồi đó. Quý tử thấy không, ở ngoài đường người ta chụp cái người mà không có gia đình giải quyết sớm trước, còn cái người mà có gia đình từ từ nâng đỡ sao. Do đó bất hạnh cho bậc sa môn. Do đó quý tử có nghe mà cái đĩa nhiều tập, cuốn phim nhiều tập tu sĩ, nước mắt của người tu sĩ không? Quý tử có nghe không? Chưa nghe hả? Có nhiều lắm rồi, ra nhiều lắm mà, ra nhiều đĩa nhiều tập lắm, có bộ phim gọi là nước mắt của người tu sĩ được phát hiện tại nơi center, đúng không nè? Thì Angulimala gượt theo Đức Phật, kêu Đức Phật Ngài ngừng lại. Ông ta chạy 3 do tuần, quý Phật tử biết chạy 3 do tuần, 3 vô chana, vô chana tức là 1 do tuần, là tiếng Bali gọi là vô chana, 1 do tuần là 16 cây số, 3 do tuần thành ra là 48 cây số chạy không ngừng, còn hơn là marathon, đúng không nè? Mà không đụng được cái chéo y của Đức Phật, Ngài dẫn đi. Mà ông ta chạy, đại đằng sau bốc khố lên mà cầm đao. Này sa môn dừng lại, sa môn dừng lại. Đức Phật nói Như Lai đã dừng lại. Này sa môn đừng nói láo, ta chạy bốc khối 48 cây số chưa đụng chéo y của Ngài, mà sao mà nó đã dừng lại? Đức Phật nói Như Lai đã dừng lại thân hành ác, lời hành ác và ý hành ác. Do đó chỉ có người chưa dừng lại, mà Như Lai đã dừng lại, buông con dao xuống liền.
buông con dao xuống, quay lại đảnh lễ Đức Phật và xin quy y với Đức Phật và xin xuất gia. Do đó dân gian Việt Nam ta có câu buông con dao đầu tể quay lại thành, hay quá ha, quay lại thành Phật à. Hay Việt Nam mình nó hay cái câu đó nha, người ta tu muốn chết vậy đó mà buông dao đầu tể xuống quay lại thành Phật à. Vì bữa nào quý tử làm thử đi, sư đi cho bốc hối quý tử chạy. Còn cái nói này sao môn cái dừng lại, nó như là hoàng quan sư, sư là dừng lại, quý Phật tử đó chứ dừng lại rồi mà sao nãy giờ chạy chưa thấy dừng, nó chứ dừng lại trong thân ngã, cái bắt đầu quý Phật tử buông dao xuống quay trở lại sao chụp quá, không có thành Phật đâu. Nhân gian nhiều người nói dễ nghe lắm mà sư thấy sư tu muốn chết luôn nè, xối cái đầu luôn nè, phải không nè. Mà hôm nay mới là nguyện ba la mật chánh đẳng giác à, chưa thành Phật. Mà có nhiều người họ nói nghe thấy dễ quá à, nói dễ nhưng mà hành không dễ, mà chuyện chứng đắc càng khó hơn nữa, không phải dễ như vậy đâu. Buông dao xuống thành Phật tức là chỉ giác ngộ, giác ngộ để rồi quay lại với Đức Phật, rồi nương vào Đức Phật tu, tu sau đó thành bậc A La Hán. Nhưng mà một thời gian còn lại của Angulimala chịu vô cùng nhiều khổ đau, bị ném đá, lấy đá chọi, bỏ vật thực không cho ăn, đi bác không có vật thực cúng dường, phải trả cái báo. Nhưng vẫn còn nhẹ hơn khi ông ta giết 999 mạng người. Bao nhiêu người mẹ khóc cha, hay là người con khóc cha, người vợ khóc chồng, bao nhiêu người gia đình tan nát vì cái hành động điên cuồng tìm đạo sai lầm của Angulimala. Do đó quý Phật tử sẽ thấy cuộc vui nó không được trọn vẹn, cuộc vui nó không bao giờ được trọn vẹn trên thế gian này. Vui đó rồi mất đó, rồi thấy đó rồi phải đau khổ đó. Tất cả chúng ta đều thấy như vậy đó. Cái phẩm mà chúng ta đã học qua để chúng ta thức tỉnh, con đường mà chúng ta cần phải tu để chúng ta gặt hái được cái niềm vui trọn vẹn chỉ có Niết Bàn. Mà Niết Bàn chúng ta chỉ dừng lại trong tất cả các hành động. Tiếng Pali nó gọi là Kamma, tiếng Pali gọi là Kamma, mà chúng ta gọi là nghiệp báo như hồi nãy chúng ta được hỏi qua. Nhưng mà thật ra đó, nghiệp là chi? Nghiệp là chi nè? Nghiệp chỉ có hai thôi, hành động và gặt hái từ hành động. Và chúng ta thấy nè, hành động và gặt hái từ nơi hành động là nghiệp. Ta gọi là gì? Một nghiệp báo, một nghiệp lực và một nghiệp quả. Một nghiệp lực và một nghiệp quả, ta gọi là một nghiệp báo. Ở đây ta gọi là nghiệp báo, nó gồm có hai, đây là một nghiệp lực và một nghiệp quả. Hai cái nó kết hợp lại với nhau trong cái việc nghiệp báo, do nó ái, do nó ta làm ra hành động. Như vậy mà thôi, chỉ có như vậy, chỉ có như vậy. Ngày nào chúng ta đứng lại, ngày nào ta dừng lại, chúng ta không tạo ra nữa, lúc bây giờ chúng ta mới cắt đứt cái nghiệp báo này ngay hiện tại. Nhưng rồi chúng ta còn phải còn trả cái nghiệp báo của quá khứ, cũng còn trả cái nghiệp báo của quá khứ nữa. Do đó chúng ta sẽ thấy cái niềm vui mà chúng ta đang có, chúng ta đang phải trả ra như thế nào. Nghiệp mà chúng ta phải trả, hãy nói cái người địch đã đấy, chúng ta đang phải trả với định luật vô thường. Cái niềm vui chưa được trọn vẹn, chúng ta phải trả cái định luật vô thường. Song song cái định luật vô thường là chúng ta còn phải trả cái gì mà chúng ta phải giữ lấy được cái niềm vui này, là chúng ta trả lại cái hiện nghiệp, hãy nè, hiện nghiệp và hậu nghiệp, hãy nè, hậu báo nghiệp nó đã tạo ra trong quá khứ mà chúng ta đã tạo ra. Còn nè, chúng ta đang phải trả cái định luật vô thường. Còn chúng ta còn phải trả theo hai loại nghiệp mà chúng ta đang có tạo ra, chúng ta đang gặt hái. Song song đó, chúng ta còn đang đối diện cái gì? Tuổi thọ của ta. Tuổi thọ của chúng ta. Ai sẽ nói chúng ta là được sống trăm năm? Ai sẽ nói chúng ta được sống được ngàn trăm tuổi già? Không ai có nói hết á. Chỉ đến những người mà chiêm tinh, tử vi, tướng số, bói số, họ có thể quyết đoán được tuổi thọ của tử được xác định 100% xác định về tuổi thọ của tử được không? Nhà thưa không ai nói được. Cái tuổi thọ này không ai nói được với người thế gian. Tuổi thọ này chỉ có Đức Phật mới nói được cái tuổi thọ của chúng sanh được. Còn dưới thế gian, tuổi thọ của chúng ta không ai quyết đoán được, chỉ xác suất mà thôi. Chỉ có con số được gọi là tạm, yên lòng chúng ta nghe để chúng ta hoan hỷ thôi, chứ không có chính xác 100%. Quý vị tự nghe kịp ha. Do đó đó, cái tuổi thọ không có ngừng lại,
chúng ta song song thì chúng ta đang trả cái nghiệp, rồi chúng ta có tuổi thọ nó cắt đứt chúng ta nữa, rồi cái vô thường chúng ta đang có nữa, rồi bây giờ để chúng ta lại đang cái gì nữa, tạo ra cái mới, tạo ra cái mới. Thì chúng ta muốn cái niềm vui này được hưởng trọn vẹn, ta tạo ra cái mới. Thế thì làm sao chúng ta dừng lại với cái gì chúng ta đang phải trả, cái hiện tại. Thế thì chúng ta cứ tục tục tuổi thọ chúng ta giảm dần, tuổi thọ giảm dần, nghiệp chúng ta tăng lên với cái niềm vui chúng ta đang muốn giữ, cái niềm vui của chúng ta đang muốn giữ, tuổi thọ chúng ta giảm dần và cái nghiệp này chúng ta lại tiếp tục dâng lên với cái niềm vui chúng ta muốn giữ, khó mà chúng ta giữ được lắm. Ngưng lại, tuổi thọ được lâu dài. Ngưng lại, trải trả, tuổi thọ chúng ta được tăng trưởng. Đối diện vô thường, niềm vui tương đối tạm ổn định. Còn không, sụp đổ hết tất cả. Không có cái gì để chúng ta giữ lại được tất cả. Mà nó đi đốt nhà mau hơn, nhanh hơn và chấm dứt cái gì mà chúng ta đang có ở trong tay. Có những người họ tìm vui trong cái sự vui họ muốn giữ. Họ đánh mất cái tuổi thọ của họ. Họ quên, khi đó họ đang say sưa. Có những người họ say sưa trong đồng tiền. Có những người Phật tử đến sư, họ làm hai chớp không ngừng, mà họ nói chứ nếu con có khả năng con làm ba chớp nữa. Sư nói chứ sư đang cầu nguyện cho anh cầm thêm được bốn chớp. Một chớp làm 8 tiếng, mà họ nói nếu con có khả năng con làm được thêm chớp thứ ba. Sư nói sư cố gắng cầu nguyện cho anh thèm thêm 4 chớp. Họ không hiểu tới cái tuổi thọ của họ. Họ chỉ nghĩ tới vợ con họ được an vui thôi. Họ chỉ nghĩ như vậy thôi. Chính cái đó đó, họ đang tạo ra cái mới, họ đang tạo ra một cái dòng nghiệp lực mới, mà họ đánh mất đi cái tuổi thọ họ có trong tay. Họ đang có trong tay. Rồi bây giờ họ đang trả những cái gì mà họ đang vay quá khứ, mà đánh mất cái tuổi thọ lần thứ hai. Hai lần cộng lại tuổi thọ không để ý tới, vô thường đến cướp mắt, ra đi, giữ niềm vui không được trọn vẹn. Là như vậy đó. Nhìn vào sự thật, để chúng ta thấy được bản chất, sự thật là niềm vui của chúng ta không bao giờ giữ được, bao giờ trọn vẹn. Rồi ở bên ngoài chúng ta nhìn bên trong, rồi bên trong ta nhìn ra là bên ngoài. Cả trong lờ đỏ lơ con mắt, cả ngoài lờ lúc lắc muốn vô, phải không nào? Rồi quốc tử sẽ thấy ở ngoài đó khổ, khổ rồi đâm đầu chạy vô trong chùa để tìm niềm vui, vô trong chùa không được ăn vui, đâm đầu chạy ra lại. Bao nhiêu người đã tới và bao nhiêu người đã ra đi, chạy đâm đổ vô không ngừng, rồi tâm đầu chạy cho ra. Tất cả đều gì? Lẳng quẳng lanh quanh, tạo ra cái mới để mong rằng giữ được cái vui mà họ không thấy về của chính họ. Phẩm quá khứ tuần vừa qua chúng ta đã học qua, hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phẩm hỷ ái, chúng ta nghiên cứu xem là dạy Đức Phật ra sao. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm nữa là gì? Là phẩm hỷ ái, không nào? Phẩm hỷ ái này là chúng ta sẽ thấy chúng ta càng bị dính mắc vô trong sâu hơn nữa, càng lún sâu vô trong cái sự hỷ ái này, để chúng ta mới thấy rằng là sự lôi cuốn của hỷ ái trên thế gian này như thế nào. Chúng ta một lần vui chúng ta đánh mất, chúng ta tìm lại hai lần vui chúng ta muốn giữ lại. Luôn luôn con người ta là vậy đó, một lần mất một điều niềm vui họ muốn tìm lấy hai lần vui để mà chúng ta muốn có kéo lại. Họ muốn gỡ gạt, họ muốn gỡ để những đề gì mà họ muốn có. Một người đàn ông sống trên nước Mỹ bị phản bội, không cần lại chạy Việt Nam kiếm thêm hai bà, phải không đó? Không chịu, họ trả thù rồi cũng bắt đầu mà thấm thía cứ nhớ cái bài ca của Lâm Phương, tôi đã lầm, rồi bắt đầu hết đó. Do đó nó bắt đầu cho tôi mới nói là cái chuyện không đáng mà phải đáng. Do đó cái câu này là gì? Tự chuyên. Tự chuyên mà không đáng chuyên, hiểu không nè? Không đáng chuyên, tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên. Không chuyên việc đáng chuyên. Như đó bài ca tôi đã làm vẫn còn sáng chá như thường, hiểu không nè? Việc đáng chuyên, bỏ đích, bỏ mục tiêu theo hỷ ái, ganh tị, bạc tự chuyên,
Pháp cú hai là chính. Với nè, câu câu kệ này chúng ta nghiên cứu qua coi cái phàm phẩm ý ái nói như thế nào. Tự chuyên không đáng chuyên, mà không chuyên là việc đáng chuyên. Bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Quý tự thầy thấy như vậy đó. Ở trên đời này chúng ta đó những cái mâu thuẫn như vậy đó. Việc đáng làm thì không làm, việc không đáng làm thì lại làm muốn làm. Phải không? Cái câu đó cho chúng ta thấy một cái sự thức tỉnh ở thế gian là như vậy. Việc không đáng mà lại làm, mà việc mặt đáng á thì lại không muốn làm. Không nè, cái việc mà rửa chén á thì không chịu làm, nhưng mà cãi dành ai người rửa chén đây làm mãi chút buổi tối chưa hết. Mới tưởng nghe kịp không, rửa chén là chuyện gió coi thôi, bây giờ khỏi cần đánh đánh gì đó, đánh tù tì à, đánh tù tì đánh tù tì ra cái gì đó cũng không cần đánh, sẽ xuống nhảy xuống rửa chén đi, không cãi nhau tới buổi tối luôn, sáng ngày mai cũng chưa trong món chén còn nguyên. Không nè, việc đáng làm không đáng làm, tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo vị ái, ganh tị bậc tự chuyên. Câu kệ này chúng ta thấy điểm chính là nằm đâu, cái điểm chính là nằm đâu, bỏ đích nào chừng sau còn ngồi được. Trời đất ơi, nghe cái sợ luôn rồi nè, rồi đó rồi biết rồi, tới đó cái câu này điểm chính, cái câu nằm ở đâu hả, chuyên đâu kêu, cái chuyên nằm đâu, heo cho tới cái heo vậy, heo theo ở đây, theo tôi đừng nghe từng heo, tôi nghe lớn tuổi nghe nó lẳng rồi, lẳng tai rồi. Cái điểm chính cái câu kệ nằm đâu nè hả, bỏ hả, bỏ buông luôn, hỷ hả, hỷ đây tập phẩm này phẩm hỷ ái ha, nên đem vô hỷ ái này ha. Cái điểm chính cái câu kệ nằm ở đâu chúng ta mổ xẻ nó ra liệt liền à hả, ganh ganh tị là câu chính điểm đó. Khi mà quý Phật tử ganh tị chúng ta tối con mắt, chúng ta không còn biết phải quấy sai chặt, chúng ta chỉ bút lo kình cãi đố kỵ ganh tị và phá hủy tất cả nhà. Ganh tị là câu điểm chính trong câu kệ này. Với cái người mà có tính tật đố ganh tị đó, họ không có dừng lại như cái tư tưởng của họ đang dính mắc sự bắt tội nguyện sân si, và lúc bấy giờ chuyện đáng làm họ không còn làm được nữa, mà chuyện không đáng làm họ không còn biết cái chuyện nó phải quấy nữa, họ chỉ biết ganh tị mà thôi. Từ khi nhắm mắt ngủ cho mới mở ra, họ chỉ mở mắt ra họ chỉ ganh tị, ganh tị và ganh tị, ganh thua và ganh thua, hơn thua vẫn thua. Họ không biết đây là chị em, không biết đây là anh em, họ không còn biết đây là vợ chồng, không còn biết bà con gì hết á, chỉ có một màn ganh tị mà thôi. Ganh tị để rồi tuổi hợi thành tuổi tỵ, tuổi hợi thành tuổi tỵ là biết Phật tử biết sao không, nó thành con rắn, phải không nè, rắn đụng đâu cắn đó. Mà khi con rắn biết tử biết đặc tính con rắn là gì không, nè không vui Phật tử biết đặc tính con rắn không, để sư nói 12 con giáp này cho nghe. Bữa nay nói tuổi tỵ nè, ở đây có bao nhiêu người tuổi tỵ giơ lên xin nghe coi. Một người một tuổi tỵ, hai tuổi tỵ, tuổi tỵ nhỏ không. Nhưng quý tử biết con rắn nó có đặc tính gì không? Đặc tính con rắn là không có thấy đường. Con rắn không có thấy đường, do đó nó cứ lè lưỡi hoài à. Vậy đó, quý tử nghe kịp không? Do đó nó đụng đâu là nó phải mổ liền, vì nó không thấy đường. Nó cắn quảng lắm, nó mổ loạn xà ngầu nó nè, tại vì nó không thấy đường. Chúng ta thấy đường, nó không thấy đường, nó phải tự vệ và nó phải phản ứng. Do đó khi mà con rắn đã không thấy đường, nó cắn loạn. Con người đã ganh tị, họ không thấy đường, cái tâm của họ, cái tâm họ không thấy đường, họ cắn loạn. Chị em cắn hết, anh em cắn hết, mẹ cha cắn hết, vợ chồng cắn hết, rồi họ ở sống mình. Phải không nè? Do đó quý tự sẽ thấy, người mà ganh tị, con rắn nó không thấy đường, ganh tị nó cắn hết tất cả mọi người vì cái tật tật đố của họ. Mình tật đố của họ, họ không còn biết phải quấy nữa. Mẹ cha lại khuyên họ, họ không nghe. Người chị đang cãi người em, tại sao mẹ sinh ra nó đẹp hơn con,
giận luôn tới người mẹ nữa, cãi luôn tới người mẹ nữa. Sư thấy có nhiều gia đình như vậy đó. Mà người mẹ nói chứ, mẹ chỉ là cái bánh khuôn thôi, đúc nó ra thôi, chứ mẹ đâu có biết làm sao ra nó hơn con được đâu. Giải bài trăm ngàn cách, không bao giờ nghe, chỉ ganh tị. Nếu như họ hơn mình á thì không có chi, nhưng mà họ thua mình, trời ơi khổ lắm. Phải không nè? Chúng ta sẽ thấy ganh tị khi nào có. Quý Phật tử nhớ, ganh tị khi có ở dưới lên trên, chứ không có khi nào mà trên đi xuống. Ganh tị là dưới. Quý Phật tử nhớ như vậy. Ganh tị là cái gì mà ở dưới, ganh tị lên trên. Cái gì mà thua, ganh tị với người đang khó có hơn thì chỉ mà ganh tị mà thôi. Chứ còn ngoài ra khó có sự ganh tị. Nhưng mà gốc cái ganh tị từ đâu mà có? Gốc từ ganh tị từ đâu mà có? Gốc tên tị này là từ si. Si, si mê. Không có tham được, họ không có tham được. Họ đang ganh, họ không có tham. Họ đang đốt cháy cái tâm của họ. Giờ nhìn thấy người hơn ta, họ đang bị đốt cháy. Do đó họ chỉ có một bầu, bầu trời sân hận. Si tạo ra sân, sân hiện bài ganh tị. Không bao giờ ngừng, không bao giờ ngừng. Họ chỉ biết đốt cháy, tâm của họ đang đốt cháy. Giờ họ nhìn con người ta muốn quỷ diệt cái đối tượng, họ đang ganh tị, họ đang tật đố. Họ không dừng lại, hơn thua từng chút vậy đó. Do đó cái tính ganh tị này nó phá hủy hết tất cả mọi mọi sự an vui, mất đi cái mục tiêu của họ. Khi ganh tị rồi, chúng ta mất mục tiêu, mất cái mục đích của họ. Họ đến với thế gian này làm gì? Họ mất đi cái ý nghĩa đến thế gian này. Họ không biết giá trị được sanh làm người quý như thế nào. Họ mất luôn cái ý nghĩa được sanh làm người. Họ mất luôn ý nghĩa được sanh ngay trong một gia đình có giáo dục, có văn hóa, có trình độ, có học thức, mà bản thân họ cũng học thức nữa, mà họ đánh mất đi vì ganh tị. Họ mất đi mục tiêu của chính họ, sụp đổ hết tất cả. Rồi họ làm những điều gì không đáng phải làm. Cái chuyện mà đáng ta làm á thì họ lại không làm. Còn những gì mà người ta không làm á thì họ cố gắng họ phải làm. Con người của họ mất đi mục đích, mất đi cái mục tiêu. Họ chỉ chạy theo cái niềm vui, sự ganh tị của họ đang nuôi dưỡng. Nhiều lúc bây giờ họ ganh tị những người ai hơn họ. Người ai hơn họ. Câu kệ cho chúng ta thấy rõ như vậy đó. Đi đi. Dạ. Xin nghe. Dạ chưa dám nói. Dạ chưa dám nói. Cái người đang ganh tị thôi. Có khi họ khôn lắm á. Không có họ ngu đâu. Nhưng quý tử đánh giá họ vì tội nghiệp đâu. Họ khôn lắm à. Họ khôn khéo léo lắm à. Có những người người ta ném đá dấu tay nữa. Họ ganh tị nhưng mà họ ném đá dấu tay. Họ bọc cái móng vuốt, họ bọc trong cái lớp vải nhung. Quý tử thấy không? Khéo léo lắm. Họ chưa gọi là họ ngu ngu đâu. Quý ta đánh lầm giá họ đó. Họ khôn ngoan vô cùng. Nhưng mà vì họ bị tối, tối tâm cái sự ganh, ganh tị. Họ đố kỵ, họ không còn biết hơn thua phải quấy chi đó đó. Chứ không phải là họ người thiểu trí, người ngu si đâu. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, sự sân hận đốt cháy cái lòng của họ chỉ biết đọt đố, tật đố hơn thua. Mà tật đố khi nào có hai tật đố nè. Có bao nhiêu loại tật đố, bao nhiêu loại ganh tị. Chúng ta có biết bao nhiêu loại ganh tị nè. Quý tử cứ đếm cho sư nghe nè. Tài, sắc, danh, danh vọng. Rồi sư cứ nói, quý Phật tử nói đi, sư nghe hết á. Có bao nhiêu loại ganh tị, bao nhiêu tật đố nè, chúng ta đếm đi. Ai hỉ nộ ái nộ nọ ha. Sư nghe gì, nghe cái gì nộ nộ thấy ghê quá nè. Chúng ta có bao nhiêu loại ganh tị? Hả? Hả? Danh và sắc ha. Danh và sắc, dạ. Rồi, quý Phật tử không trả lời được không nè? Cho sư nói được không? Cho sư nói nha. Dạ, sư cảm ơn nha. Dạ. Sợ quý tử không cho sư nói á. Cho sư nói. Tật đố ganh tị nó có hai. Hai. Ganh tị về vật chất. Ganh tị về vật chất. Ganh tị về tâm linh. Ganh tị về tài sản. Ganh tị về tài sản. Ganh tị về công đức. Phước báo. Phước báo. Đời chúng ta có luôn luôn có hai mặt mà thôi. Hai loại ganh tị mà thôi. Ganh tị về vật chất. Ganh tị về tâm linh. Ganh tị về tài sản.
ganh tị vì công đức phước báo. Có hai mà thôi. Người mẹ thương người con, người mẹ thương người con, người mẹ thương người con mà thương không đều là người mẹ phạm tội gì nè, quý tử biết không? Người mẹ mà thương con không đều thì người mẹ phạm tội gì, quý tử biết không? Rồi thôi không biết nữa. Cái này lớp này sư có nói qua rồi. Người mẹ mà thương con mà không có thương đều, có năm đứa mà thương đứa này nhiều, đứa thương kia ít, người mẹ bị phạm cái gì, quý tử biết không? Phạm thiên vị. Thiên vị nha, tức là tây vị đó, thiên vị hay tây vị. Kêu nè, mà Đức Phật nói có năm pháp đi địa ngục, có năm pháp đi địa ngục, năm pháp địa ngục, năm pháp đi địa ngục. Địa ngục nó tím cái người đó. Bốn pháp thiên vị và một pháp, đây là năm pháp. Bốn pháp thiên vị, tương xưng rất nghĩa gà. Thiên vị bị thương, thiên vị bị thương, thiên vị bị ghét, thiên vị bị si, thiên vị bị sợ. Lấy của riêng, lấy của tâm bảo, lấy của tâm bảo làm của riêng, làm của riêng. Năm pháp đi địa ngục. Thì bốn pháp thiên vị này, có những người mẹ thương con, thương không có phân, không công bằng. Thương vì nó xinh đẹp, thương vì giống mặt mình, thương vì giống đính tính nết mình, thương vì nó biết lo cho mình, thương vì nó biết chiều chuộng mình, thương gì nó không biết đưa cho tiền mình xài. Nghe đó, mình thương nó. Còn mình ghét đứa này nó tại vì sao? Nó nghe lời chồng của nó không nghe mình. Thấy không? Nó đi nghe chồng nó không à. Mình nói nó cái gì nó hớt nghe à nè. Quý tử nói cái mô dày á thì hay hờn, mô mỏng thì hay hớt. bỏ qua cái đó đi. Cắt cái đó đi bỏ. Lâu lâu nó nói không ghét cái lời đáp đó, ghét. Còn cái đứa mình nói bà nó không nghe, dạy tới dạy đầu trên nó quên đầu dưới, dạy trước nó quên sau, si. Còn có đứa nó dữ quá, mình nói một nó cãi làm ba, khi mình sợ nó thiên vị hết. Nhưng mà quý Phật tử không thấy cái pháp thiên vị của làm người làm mẹ như vậy đó, nó rớt vào trong địa ngục quá nghi. Nghe cái quả tới mà chúng ta mắc. Và kiếp hiện tại là gì? Bán thân bắt tội. Bán thân bắt tội. Đó là cái pháp thiên vị. Cũng vậy, khi ở trong công sở, hãng xưởng mà chúng ta thiên vị với nhân viên, hay là chúng ta làm chủ mà ta thiên vị với nhân viên, thương người này cho họ làm nhiều, cho họ có tiền nhiều, còn thương người kia đi không cho họ tiếp sách, ví dụ trong hàng tiệm nail. Như vậy đó. Bên này nói gì kỳ quá. Thiệt bậy thiệt. Thì nó bốn pháp thiên vị. Hiện tại trả quả bắt thân, bán thân bắt tội. Bán thân bắt tội. Mà ngài vị lai ta mắt nó thì cửa địa ngục đón chờ cho ta tới. Thiên vị. Thì thấy gì? Quý Phật tử sẽ thấy khi ở trong cuộc đời này á, người mẹ đã làm sai. Người mẹ đã sai trong thiên nghiệp thiên vị rồi. Nhưng mà ta lại tật đố với anh chị em ta, ta lại tiếp tục sai của chính ta. Mẹ sai phần của mẹ, mình chưa sửa sai cho mẹ, được an vui cho mẹ, được an vui. Đừng có bị mắc vô cái bán thân mắc tội, đừng rớt xuống địa ngục trong thiên vị này á. Mình chưa sửa được á, mà lại khởi sanh tật đố. Sanh tật đố với chị ta, với anh ta. Vì sao? Vì mẹ thương chị mình hơn thương mình. Mẹ cho tài sản chị mình nhiều hơn cho mình. Mẹ cho chị mình học nhiều hơn, người mình học ít hơn. Không nè, tật đố. Rồi mặt là tật đố và tài sản, rồi mặt về công đức nữa. Phật tử đến chùa, Phật tử tới chùa cũng ganh tị nữa. Tôi biết mà, tôi biết rồi. Chị nhiều phước hơn tôi mà. Tôi thì vô phước bạc phần, nên ổng đâu có thèm nhìn tôi đâu. Chị muốn cái gì ổng cũng cho tôi, chị hết. Còn tôi tới bê tới cái chứ đừng lại gần người nữ, không được gần sư. Tôi biết cái thằng tôi mà vẫn có bị ganh tị cái pháp đó, vẫn có pháp cái ganh tị đó. Vì sao? Ganh tị công đức phước báo vẫn có như thường. Do đó đó, đời sống chúng ta bị dây cuồng ở trong cái trạng thái gì, mất đi cái mục tiêu chúng ta
mất đi cái ý định của ta, mất đi cái ý hướng của ta đi. Cái điều đáng không làm và lại làm những điều không đáng là. Sinh ra đời là người làm khó, khó được sanh làm người, khó được nghe Phật pháp, khó được sống còn, khó được tu tập, không có, không có. Mở mắt cái gánh đâu mà. Vô gần ngon, toàn là camera không à. Quét qua quét lại vậy nè. Rồi cuối cùng là gì? Mất cái mục tiêu của chúng ta, chạy theo cái gì mà chúng ta muốn. Chúng ta chạy theo cái gì ta muốn, vui theo cái gì chúng ta muốn, nhưng mà đằng sau đó nuôi dưỡng một cái mầm tật đố ganh tị với người mà hơn ta mà thôi. Tất cả là bị lôi cuốn ở trong cái trạng thái si mê và trong cái trạng thái bất toàn nguyện của tâm linh, không hài lòng, không vừa lòng với tất cả, phát tâm lên trên ganh tị đố kỵ. Khi chúng ta hài lòng, khi chúng ta hoan hỷ thì tất cả mọi cái tật đố ganh tị này không có, không còn. Nhưng mà khi nào chúng ta không hoan hỷ đó thì lúc bây giờ nó sân si nó nổi lên, chúng ta là quỷ ở hàng. Quý vị tự nghe kịp không? Không hoan hỷ thì thành quỷ ở hàng. Lúc đó là chỉ có trong trạng thái gì? Địa ngục. Sân mà quý mà ganh tị nó không vừa lòng á, rớt xuống trong cảnh khổ liền. Bà hoàng hậu Malika, cả một cuộc đời của bà hoàng hậu, bà bố thí cúng dường vô số. Trước quốc lâm chung, bà gấp cửa viên tịch, bà sắp sửa bà mắt, bà tiếc nuối cái lời dạy Đức Phật. Hôm nay là ngày cuối cùng bà ta, chỉ còn một phút giây nữa bà sẽ ra đi. Hoàng hậu Malika nhớ tới lời dạy Đức Phật, muốn ra đi phải mang tư lương ra đi, bố thí, phải bố thí. Ngồi trên giường bệnh, kêu ông quan dưới kho, mở kho ra xuất phát gạo cho người nghèo. Ông quan dưới kho nhìn thấy thời cơ đã tới. Cả mấy tháng nay ông chịu định, tại vì sao? Xuất kho giết rồi còn kho lẫm nào, gạo thóc đâu còn mà cho quan quân ăn, cho dân nghèo không à. Mà làm sao được, ông quan kho đã chống lệnh bao nhiêu lần nhưng mà không được, vì bà ta đang đương thời. Ngày hôm nay bà ta bệnh, nằm trên giường, gần sắp chưa chết. Hoàng hậu Malika lại kêu ông quan giữ kho, mở ra xuất kho, phát gạo cho những nghèo khó. Ông ta nói, không có gạo mà làm ra. Bà ta biết đây là một lời chống lệnh, mà đây là một sự nói dối. Bà ta tức lên, vừa tức lên một cái, bà ta chết liền. Nhưng mà trong khi mà nghẹt ngẽn một mà ta chết á, là ông ta nói cho ta mà có đủ lực thì giết người chết. Thì vừa mang cái tư tưởng đó, chết liền. Sanh là trở thành con rắn, ở nằm trên cái ngò kho. Nằm trên kho, đợi ông quan giữ kho vô, mổ chồng chết. Quả báo nó chỗ sanh liền. Quả báo không thấy ông quan giữ kho bị mổ chết, nhưng ông ta vẫn còn đó. Mà bà hoàng hậu Malika cả một đời làm việc thiện, nghe lời dạy Đức Phật, phúc sanh hạng cuối cùng, ganh tị vì nghe không lời ta, ngươi không được nghe lời ta, cả lời ta, mà chết thành con rắn, mất đi thân làm người. Nhất thất nhân thân dạng kiếp nan tái phục. Một khi mất thân làm người khó lắm, trở lại làm người lắm. Người ta không có nghĩ tới sân hận mà che ám lý trí. Một phút sân hận đốt cả một rừng công đức. Bà ta gớt trở lại thành con quan giữ, con rắn giữ kho, nằm trên con kho, đợi ông quan giữ kho vô mổ được không? Không phải dễ đâu, nghiệp của chúng sanh mà, đâu có phải chúng ta muốn trả thù quan trái nghiệp báo chúng ta làm được đâu. Không phải như vậy. Do đó bà ta nằm đợi, đợi sao có, phước người ta còn mà nghiệp ta chưa có. Bà ta đang chờ, đang ban gieo một cái nghiệp bất thiện tiếp tục má. Mai cho bà, có một vị tỳ khu đi ngang qua, nhìn thấy con rắn trên đầu ngõ, trên cái đầu cổng của cái kho. Quan trái gì mà giữ nằm trên kho? Vị tỳ khu đó nói, quan trái gì phải nằm trên kho? Phước báo bao nhiêu mà hôm nay trở thành rắn mà nằm trên kho? Giật mình liền, con rắn giật mình liền, hoảng sợ, bắt đầu co rút cái đầu nó lại và nhịn đói 7 ngày sau khi chết bà mới sanh thiền, cái nghiệp phước tới bà mới trở lại cõi trời. Mai là còn gặp vị tỳ khưu nhắc, còn không có thì sao, ở đó quan trái tiếp tục. Mà con rắn vừa ló đầu ra, quan vô kho thấy được lấy cây đập nhá thì chết nữa, phải không? Rồi bắt đầu tiếp tục quan trái, chuỗi dây quan trái bao giờ mới ngứt, bao giờ mới ngừng, và ai sẽ giúp cho người đó thoát ra? Khi đó người đó đã tạo một rừng phước báo trước đó. Nhìn lại chúng ta bao nhiêu, ví dụ tự nhìn lại chúng ta bao nhiêu, cuộc đời chúng ta hôm nay đã đủ mùi tóc bạc, đã biết cái tuổi thọ chúng ta, mà phước báo chúng ta làm được bao nhiêu để chúng ta còn tiếp tục á,
Còn đeo đuổi cái sự hỷ ái này mà quên đi cái mục tiêu được sanh làm người, chúng ta được nghe Phật pháp đó, chúng ta có khởi lên cái này mà chúng ta mất đi cái rừng công đức phước báo này, chúng ta rớt trong cái trạng thái sáng địa ngục. Địa ngục mà thôi. Kệ pháp cú đây cho chúng ta có một nhận thức. Khi chúng ta ganh tị lên đó, chúng ta không còn biết. Mà chúng ta không còn biết lúc đó, chúng ta làm lỗi nhiều hơn làm phải, chứ làm quấy nhiều hơn làm đúng, làm sai làm chặt nhiều hơn là chúng ta làm những gì mà chân chánh, chân thiện. Do đó đó, chúng ta sẽ thấy chính bản thân ta đã làm một điều lỗi, phải không nào? Lỗi do nơi ta. Rồi lỗi chúng ta không ngừng, ta còn tương tác trong môi trường của ta đang sống với cái người mà cao thượng hơn, chứ cái người mà cái cao quý hơn, chúng ta lại ganh tị, phải không nào? Mình đã sai, mình đã lỗi mà tiếp tục là gây tương tác với cái người mà ta, người bậc tự chuyên, người ta đang tu, người ta đang tu, mình vô mình ganh tị, mình không tu sanh ra chuyện mà mình đang không thấy mình lỗi, mình tương tác cho cái người đang tu, mình tạo ra hai lỗi hằng, tạo ra hai lần lỗi. Quý vị tự thấy người chị của mình á, người em ganh tị người chị đó, người chị luôn luôn thương em mà, nhưng mà người em càng ngày thấy người chị càng thương nó, càng lỗi lên, càng săn lên, càng ganh tị lên, không làm được cái gì người chị, nhưng mà cuối cùng là hai lỗi, mình lỗi mà gây ảnh hưởng cho người ta bị phiền não thấy mình đó, mình phải lỗi thêm một lần nữa. Quý tử nghe kìa, ninh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân, thà ta làm động 1000 con sông chớ nên động tâm của người đang tu. Câu kệ nó rõ như vậy. Ninh động thiên văn thủy, mạc động đạo tâm nhân. Ninh động thiên văn thủy, thà ta làm động 1000 con sông, mạc động đạo tâm nhân. Mạc động đạo tâm nhân, chớ nên khinh động tâm người ta đang tu. Chớ nên khinh động tâm người ta đang tu. Người ta đang tu, người ta muốn tu mà. Mà chúng ta tới, chúng ta ganh tị, ta đố kỵ, phá vỡ cái đường tu tập của người ta, sự an vui của người ta, sự thanh tịnh của người ta, chúng ta tội nặng hơn, chúng ta phá hơn 1000 con sông, làm đau bao nhiêu là con cháu thủy tề ở đó. Phải không nào? Do đó câu này chúng ta nhắc chúng ta phải thấy, cái người mà có ganh tị mà đố kỵ, họ chỉ tạo tội và lỗi hai lần và tiếp tục hai lần bốn, bốn lần tám, tám mười sáu lần như vậy, không ngừng tương tác và gây náo động của môi trường của họ đang ở, luôn luôn là như vậy. Vậy thì khi chúng ta sẽ thấy bỏ đích theo hỷ ái, như hôm nãy chúng ta được biết cái hỷ ái mà họ bỏ cái mục tiêu á, cái hỷ ái họ gặt hái được đúng như ý của họ không? Mục tiêu mà họ đã đánh mất á, chúng ta nói nôm na rồi, chúng ta đánh mất cái lập trường rồi đó, thì cái sự niềm vui họ đang gặt hái lại đó, họ gặt hái được đúng như họ đang mong cầu không? Thật không phải. Họ bỏ hình mà chạy theo bóng. Họ bỏ hình mà họ chạy theo bóng. Họ tầm cầu cái chuyện giả không, không có chân thật. Do đó đó họ rớt mắt cái sự đau khổ. Đau khổ nhìn thấy người ta hơn mình nữa, lại tiếp tục ganh tị. Một dòng lẳng quẳng. Người ta đi tiếp, mình đứng lại. Đứng lại trong ganh tị, bỏ mục tiêu người ta đang đi. Và chúng ta mong cầu được sự ăn vui, thấy người ta hơn, bắt đầu ta ganh tị tiếp. Chúng ta ở lại, ưu lợi lại, xa dần. Không bao giờ đi tới gần đó. Và pháp ganh tị trở ngại như vậy đó. Pháp ganh tị là con rắn. Một con rắn không có con mắt. Rắn mù thường hay cắn tất cả những vật thể xung quanh của nó. Nó nói gọi là nó tự vệ, nhưng mà thật ra nó đang làm những lỗi lầm của nó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy người có ganh tị, gốc cần của nó là si, mà sân của họ là bất tội nguyện, đốt cháy tâm hồn của họ, trái lòng của họ, không bao giờ được an vui, mất đi mục tiêu của họ đang có, chạy theo hình bóng mà họ đang nuôi dưỡng, cuối cuộc là tạo ra bao nhiêu lỗi lầm, chuyện đáng không làm và đáng làm và phải không làm. Là như vậy đó. Quý tử nắm được chưa nè? Câu kệ pháp cú này cho chúng ta thấy niềm vui trên sự ganh tị không trọn vẹn. Bỏ mục tiêu lập trường mà chạy theo bóng mà chúng ta đang nuôi dưỡng trong đó một sự ganh tị hơn thua với người khác không được trọn vẹn. Chỉ có chúng ta trở lại
chúng ta trở lại mục tiêu của chúng ta, dày dựng mục tiêu của chúng ta lên, niềm vui nó sẽ đến đúng như mục tiêu ta đã lập ra, và hoan hỷ với mọi người và không đố kỵ hơn thua với người. Chúng ta sẽ gặt hái được con đường tự chuyên mà người ta đang hiện bài, chúng ta noi gương theo họ. Quý tự nghe kịp không? Hình bóng của người chúng ta không còn thấy là điểm tựa để ta noi gương. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự đố kỵ mà thôi. Không còn thấy cái gương hạnh của họ đang hiện bài để chúng ta noi tập, mà chúng ta chỉ có tật đố mà thôi. Rồi từ đó ta phá hủy tất cả mặt tâm linh của ta, phước báo chúng ta. Thế thì làm sao chúng ta có được phước báo? Không bao giờ có. Không bao giờ có với cái người chỉ có sân và si, tật đố, ganh tị. Không đến những người có phước báo như vậy được. Phải chưa nào? Rồi chúng ta qua câu kệ kế tiếp thứ hai. Ở đây nó có nhiều các câu kệ mà sư xin không có lật qua, tại vì nó có nhiều câu kệ. Chớ gần gũi người yêu, chọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, quán phải gặp là cũng đau. Mới tự đừng đọc cái đó. Nghe không nào? Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác. Những ai không yêu không ghét không thể có buồn ràn. Quý tử đừng học mấy câu kệ này. Mấy câu kệ này quý tử dư sức nên mà hiểu rồi. Vâng nè. Nghe không nào? Quý tử có cần học mấy câu kệ này không? Ái dục sinh sầu muộn, ái dục sinh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái không sầu không sợ hãi. Quý tử không có thắc mắc mấy đó. Chúng ta học cái câu kệ mà đây chúng ta mới đáng học nè. Hả? Đủ giới đất, đủ giới đất, đủ giới đất chánh kiến nha. Trú pháp nha. Chứng chân lý, tự làm công việc mình, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính, được quần chúng ái kính, pháp cú câu kệ 217 nha. Có cú câu kệ 217. Chúng ta sẽ nghiên cứu qua câu kệ đó. Rồi chúng ta thấy cái câu kệ này nói như thế nào nè. Cái vị nào đó hả, sống đầy đủ giới đức, có chánh kiến, an trú trong Phật pháp, lời dạy của Đức Phật, tìm thấy và chứng đắc chuyện chân lý là sự thật, luôn luôn tự nỗ lực làm những công việc của mình, và không có bê trễ và không cô nạnh của người khác, được quần chúng ái mộ thương yêu. Phải không nào? Với cái câu kệ này cho chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Người nào họ biết làm chỗ bổn phận của họ, trách nhiệm và bổn phận của họ làm cho xong, họ luôn luôn an trú trong những gì mà họ đang làm và những lời phải. Họ làm những gì mà cho họ thấy là đúng, và họ sống của người có đạo đức và có giới hạnh, luôn luôn họ thấy những sự thật và không thấy sai lầm, cố chấp. Như vậy đó, người đó được mọi người thương yêu và ái mộ. Câu kệ này chúng ta thấy điểm chính nằm ở đâu nè? Câu kệ này chúng ta thấy câu kệ này cái điểm chính, ý chính của nó nằm ở đâu nè? Câu kệ này điểm chính chúng ta thấy nó nằm ở đâu nè? Làm ai cũng làm hết rồi. Câu kệ này cái điểm chính nó nằm ở đâu, chúng ta tìm ra được chân lý này đó. Câu kệ điểm chính đó, chúng ta giải đáp được câu kệ này. Câu kệ này nằm điểm chính nó nằm ở đâu? Giới đức. Chánh kiến. Nghe chưa? Được. Nghe chưa? Ái kính, mình được ái kính này. Ok, mình được ái kính được à. Kẹp nha. Cái câu kệ chính điểm chính của nó chúng ta nằm ở đâu? Tự làm công việc của mình, tự làm công việc của mình. Dạ
Rồi quý tử cho sư nghe đi, lẹ lẹ chúng ta tranh thủ chúng ta. Dạ sư nói hả? À, đại vương quý tử nói hết rồi. Em quý tử nói hết rồi nè. Nãy giờ quý tử nói không? Giới đất rồi nè. Cái sư hỏi chứ đâu cái bắt đầu qua chánh kiến. Rồi cái đầu cái nghe chánh kiến của sư nói, ờ chánh kiến của tôi chạy qua chú pháp. Rồi tiếng lâu như chú pháp cái quý tử nói tìm chân lý. Rồi cái bước đôi chút nữa quý tử nói chứ tự làm công việc mình hết. Em quý tử nói hết rồi. Quý tử nói hết rồi, cái cuối cùng luôn quý tử sao được rồi. Được rồi chút cô nữa quý tử nói gì ai kính luôn. Còn chút xíu nữa quý tử nói với pháp cú 217. Cuối cùng quý tử chỉ nói pháp cú 217 là chấm dứt rồi, lúc đó là xong trong cái câu kệ này. Đúng không nè, do đó đó cái ý chính á, quý phật tử sư sinh quý tử phải nắm á, rồi chúng ta nắm vững ra luôn. Dù cho sư bẻ tới bẻ lui, sư dẫn đâu dẫn chạy đâu quý tử cũng vững đó ra. À, quý tử mới thắng được. Chứ sư nói cái chúng ta chạy bên này, cái sư nắm cái quý tử chạy bên này, chúng ta chạy lên chạy xuống, chúng cuối cùng cái chữ tại chạy qua tới ngoài luôn. Pháp cú 217 xong. Mình tự nghe kịp không? Như đó đó, giờ ta trả lại cái điểm chính trong câu kệ này nằm ở đâu? Điểm chính trong câu kệ này nằm ở đâu? Chú pháp là chú pháp. Sư tới để này chú mà ai đâu là truy đâu? Chú. Quý tử biết mà danh từ Việt Nam mà nó có danh từ là cắt chú không? Quý tử biết danh từ cắt chú từ đâu có không? À, ba Tàu ha. Mà sư nói quý tử nghe. Nói ba Tàu mít lòng nha, ông Thăng sư người Tàu nha. À, sư hỏi chứ, sư vô chợ lớn sư hỏi ông Thăng. Ba Tàu sao trên này người ta gọi là cắt chú? Trời ơi con không biết hả? Khách đi tới nhà ta chú, người ta gọi là khách chú. Mình kêu ghét cái mình là cắt chú luôn. Khách tới nhà mình chú, nhà mình nó người Tàu á, bên kia nó qua mà mình kêu là khách chú. Mình khách chú rồi cắt chú luôn. Còn cái chữ bà sẩm thì sao? Lý nó trả lời bà sẩm tức là bầm xã cho vừa lòng. Nghe kịp không? Cái này là chú pháp. À ha, sorry sư viết không đúng, mình mới tự đọc là tri pháp. Chú mà ăn trú ở trong pháp. Sư viết dối quá ha. Sư viết dối, xin lỗi. Hồi xưa sư viết chữ đẹp lắm á. Hồi xưa sư viết chữ đẹp lắm, bây giờ già yếu chứ nó không đúng rồi đó. Nha, tay rung rồi. Già yếu tay rung. Nghe chưa? Rồi, bây giờ câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu? Hả? Dạ, câu kệ điểm chính nó nằm ở đâu? Dạ. Quý Phật tử thấy câu kệ điểm chính nó nằm ở trong chữ tử làm. Dạ, thấy chưa liền ha. Thấy chưa liền à. Thấy chưa tức là chưa thấy. Thấy chưa tức là chưa thấy. Mà nè, tự làm. Từ đó chúng ta làm được tất cả. Còn người nào mà không tự làm, không có là gì cả. Pháp đang hiện bài đó mà không tự làm, pháp cũng trôi lăn chứ không có nắm bắt được. Quý tử nghe kịp không? Do đó cái đấy nói lên chúng ta cái tinh thần gì? Ý thức mà. Và tinh thần ý thức như vậy đó, chúng ta sẽ có ra một cái gọi là gì? Tác ý khôn khéo. Tác ý khôn khéo. Chỉ có con đường đó chúng ta mới thành thật thành công. Đã có khôn thì phải có khéo. Mà có khéo thì phải mới có khôn. Khôn không thể thiếu khéo, mà khéo không thể thiếu khôn. Ta gọi là khôn, khôn khéo. Khôn không khéo ta gọi là khôn xảo. Nha. Hiểu không? Khôn mà không khéo là khôn xảo, luôn gạt người khác thôi, qua cái chiếc khôn của mình gạt người ta. Khôn không khéo. Vậy nè, khôn mình phải là khôn gì? Khôn ngoan. Nhà khôn, khôn khéo. Phải khéo léo. Vậy nè, nhờ đó đó, quý tử sẽ thấy tác ý khôn khéo, trong khi chúng ta ý thức được á thì ta tại tới là chúng ta phải có tác ý khôn khéo mới được. Vậy thì khi chúng ta thấy trong câu kệ này tất cả Đức Phật ngài nói
Người tự làm thì gặt hái được sự thương yêu, còn người mà không tự làm á, tìm cầu sự thương yêu của con người khác thật khó có. Đem tâm đố kỵ người khác mà tìm cầu sự thương yêu cho chính mình á, thì không có bao giờ. Vậy thì ở đây người phải biết tự làm. Tự làm gì mà được từ người ta thương? Phải trao dồi giới đức. Phải trao dồi giới đức. Giới đức này tức là gì? Đức hạnh hay là đạo? Đạo đức. Đức hạnh hay là đạo đức. Cái đó người muốn ta thương mình, mình phải trao dồi giới đức, tức là trao dồi giới hạnh, giới đức. Một vị tỳ khưu, một vị nhà sư xuất gia tu tập, mong cầu sự lễ bái, mong cầu tất cả mọi người đến kính mộ mình, đảnh lễ mình, cúng dường mình và tán tụng mình, ca ngợi mình. Một vị đó nếu không trao dồi giới đức á, thì người đó chỉ đón nhận sự cung kính người mà Phật tử đem lòng đức tin mà cung kính mình, người vị tỳ khưu đó đọa địa ngục. Do đó quý Phật tử sẽ thấy khi mà quý Phật tử tới quý chư tăng, mà quý Phật tử sẽ thấy nó hai cái hiện tượng mà hôm nay Phật tử Việt Nam có thấy có sự thắc mắc. Phật tử Việt Nam mà đến chư tăng mà bắt tông thì chắp tay xá xá, nhưng mà quý tử đến những nơi quốc giáo, quý tử thấy Phật tử ngay cả nhà vua Arutdek Phumibol quốc vương Thái Lan gặp nhà sư quỳ xuống đảnh lễ, đảnh lễ một cách chân thành, lại ba lại một cách trân trọng, mà cung kính ngồi dưới đất, không ngồi trên ghế. Nhà sư ngồi cao hơn vị Phật tử. Tại vì sao? Quý tử sẽ đặt câu hỏi, ngay cả những các vị vua chúa từ hồi xưa gặp chư tăng là luôn luôn đảnh lễ, và họ quỳ lại một cách trân trọng, không phải hình thức và không phải sự mua bán, không sự đe dọa, không có phải sự gọi là trao đổi, nhưng mà các chư tăng được tất cả quý Phật tử đảnh lễ. Vì sao như vậy? Bốn giới mà vị tỳ khưu phải làm. Nếu vị tỳ khưu không làm, vị tỳ khưu đọa địa ngục trước. Ta gọi là tứ thanh tịnh giới. Ta gọi là tứ thanh tịnh giới. Chát tú hay là chát ta hồ, vi su thí si lá, tức là thanh tịnh giới một vị tỳ khưu phải làm. Khi mà thọ giới đại giới thì vị tỳ khưu phải làm. Giới thứ nhất là biệt giải thoát giới, vị tỳ khưu phải làm ba ti mốc khá, biệt giải thoát giới. Tâm trí của vị tỳ khưu đó luôn luôn nghĩ tưởng tới con đường phải tu tập giải thoát, không dính mắc ở trong đời. Ở trong đời muốn đời để mà tu, để mà giải thoát, giữ giới này gọi là biệt giải thoát giới. Giới thứ hai, vị tỳ khưu phải sống thu thúc lục căn, không có để cho lục căn chạy theo lục trần một cách buông lung phóng dật. Vị tỳ khưu đó nếu không biết thu thúc lục căn, vị tỳ khưu đó đọa địa ngục. Cái thứ ba, giới nuôi mạng chân chánh là chánh mạng. Giới nuôi mạng chân chánh, vị tỳ khưu không làm những việc tà mạng, bảo đỡ nâng đỡ người Phật tử để nâng đỡ sự cúng dường, để cầu mong sự cúng dường. Giới nuôi mạng chân chánh giới nuôi mạng chân chánh thay gọi là nuôi chánh mạng. Cái giới thứ ba. Giới thứ tư là giới phải biết quán tưởng về tứ vật dụng khi thọ. Tứ vật dụng khi thọ là giới thứ tư khi thọ dụng. Trước khi thọ, ngay khi thọ và sau khi thọ. Nếu như vị tỳ khưu đó không biết quán tưởng, vị tỳ khưu đó thiếu nợ người Phật tử. Tứ vật dụng quý tử nhà sư đang cần bốn pháp: y áo, chỗ ở, vật thực và thuốc men. Tứ vật dụng nhà sư đang cần, luôn luôn cần có bốn món này. Nhưng mà khi mà thọ dụng đó, vị tỳ khưu phải biết quán tưởng. Nếu mà vị tỳ khưu thọ dụng mà không biết quán tưởng, vị tỳ khưu đó thiếu nợ với Phật tử, và sau khi chết đọa địa ngục về giới quán tưởng. Chưa có quán. Trước khi thọ, trước, ngay khi thọ và sau khi thọ, luôn luôn phải ba thời, phải biết quán tưởng. Do đó quý tử sẽ thấy một vị tỳ khưu không có phải đơn giản, không phải đơn giản để cho người ta đảnh lễ cúng dường hay là đảnh lễ lễ bái. Vị tỳ khưu không trong sạch, không tròn giới đức,
vị tỳ khu đọa địa ngục trước, trước khi đón nhận những sự lễ bái tôn kính của Phật tử với đức tin. Là như vậy đó. Việc biệt và thoát giới, vị tỳ khu bốn pháp không được làm, gọi là bất cộng trụ, không được hành dâm. Không được hành dâm cho dù chứ loài thú cái, chứ không phải là người phụ nữ không. Loài thú cái, bò cái, là voi cái không được hành dâm nữa. Rồi con thú cái nào vì tỳ khu không được phạm giới hành dâm. Cái thứ hai là không được phạm giới trộm cắp. Cái giới trộm cắp ngày hôm nay á, chính sư á, ngồi nói chuyện với các luật sư á, là trong luật tỳ khu á, là không được trộm cắp 4 cái đồng tiền vàng. Nhưng mà thời xưa 4 đồng tiền vàng của Đức Phật á, tới ngày hôm nay không biết bao nhiêu. Không phải là 10 đô hay là 100 đô hay là 1.000 đô, chưa đo ra được cái giá trị ngày hôm nay. Do đó đó, nhà sư lúc nào cũng sợ phạm giới trộm cắp. Cái thứ ba là không được sát sanh. Không được sát sanh tức là vị tỳ khu không được giết mạng sống người khác, và cũng không được bảo người khác giết mạng sống người ta. Vị tỳ khu đó phạm giới bất cộng trụ. Và thứ tư là không được khoe pháp cao nhân. Chưa chứng đắc không được nói mình chứng đắc. Chưa thành thiền, chưa chứng thiền, không được nói mình đã chứng thiền. Chưa đắc đạo quả, không được nói mình đắc đạo quả. Để người ta tôn kính mình, cúng dường mình và ca tụng mình và hỗ trợ mình. Đó là những trạm pháp, những phạm pháp mà tỳ khu đó phải bị phạm giới, biệt biệt và thoát giới. Song song bốn pháp giới đó, 13 giới tăng tàng, sanh gánh đi xây xa. Lần vị tỳ khu không được đụng với người phụ nữ. Cho dù người phụ nữ không được đụng gần chéo y, vì khi mà đụng á, khởi sanh ái dục, vị tỳ khu ái luyến trong đó, không còn nghĩ tới biệt biệt giải thoát. Đều nếu trong đó không tu tập được, đọa địa ngục. Tại vì cứ mỗi lần ăn của Phật tử cúng dường, mà tâm tư cứ nghĩ tưởng tới người vừa mới đụng. Về nhà không còn nghĩ tưởng gì ăn uống nữa. Đi ra đi vô chắc lửa hít hà. Chắc lửa hít hà trở thành con gì? Hay quá ha, lớp này hay thiệt. Thành con cắt ke liền à. Có những người vậy đó, quý Phật tử biết không? Có một vị kỹ nữ, một cô kỹ nữ rất là xinh đẹp. Rất là xinh đẹp, đẹp vô cùng đẹp. Mà cô kỹ nữ này chỉ cuộc đời kiểu là bán buôn hương bán phấn mà thôi. Các cả Dương Tôn công tử đều mua vui với cô kỹ nữ này. Mà cô kỹ nữ này Phật là sắc nước hiên trời. Nhưng mà nhỡ một mai có một vị tỳ khu hôm đó đi bá khắc thực, đi ngang qua nhà cô kỹ nữ đó, nhìn thấy rồi về không còn muốn tu hành nữa, ôm cái mình bát đi ngang qua, làm sao nhìn thấy được cô ta. Mà cô ta thì đang vui say với những đồng tiền người ta mua ra, với cái sự vui say buôn hương bán phán, mà bị tỳ khu này vẫn nuôi dưỡng trong cái ái dục trong đó, không còn biết con đường tu tập. Một hôm cô kỹ nữ nó chết, lâm bệnh và chết một cách bất ngờ. Vua biết được tin, lệnh truyền xuống đem xác cô kỹ nữ đó ra giữa chợ và để đó suốt 7 ngày và không được quả thiêu. Mỗi người đi ngang qua được quyền nhìn thấy mà chiêm ngưỡng dung nhan lần cuối. Và trong đó hàng hàng người tiếp nối ra để mà nhìn con người con kỹ nữ đó. Không thể nào thiếu ông sư đó. Vì tỳ khu đó cũng đi, ôm mình bác cũng đi nữa. Nhưng mà cái xác người kỹ nữ nằm ngoài xe kia kìa, mà đứng nhóng nhóng ngó ngó. Rồi bắt đầu đi tiếp, rồi đi đảo lại mà không thấy về chùa. Tại vì bữa nay được thỏa mãn rồi, mỗi ngày đi ngang qua chỉ thấy bóng thôi à, chứ đâu có thấy người. Bữa nay người nằm sờ sờ đó, chứ đâu còn chi đâu mà lạ nữa. Phải tới nhìn cho nó thỏa mãn. Nhìn hả? Đâu có đắc ngộ. Về buồn thêm nữa. Nhìn cái ngày thứ hai chưa chịu bỏ, tiếp tục đi tiếp tục đó. Ngày thứ hai đi lên nhìn nữa, ngày thứ ba tiếp tục lên nhìn nữa. Sao? Sao cô biết? Cô có nhìn tử thi nào chưa? Thấy ông với cô học đoán không à? Mấy cô chưa thấy không? Sư á, sư đi vô nhà xác. Sư vô nhà xác á, sư đụng cái xác người ta chết nữa. Sư vô nhà xác, sư đụng xác người ta chết nữa. Nghe chưa? Thì bị tỳ khu đó 3 ngày thôi, ớn liền. Ớn rồi. Bắt đầu nước da nó xanh đen lên rồi. Thì bắt đầu nó nước nó chảy dưới lưng, nó chảy đất là chảy ra rồi.
và bắt đầu có con. Ồ, hay quá ha, lớp này hay à. Mới bắt đầu con cái là cái là dò liền à. Xin nó định nó con kiến nó bò qua thôi à. Ngày bữa tự nó dòi. Nhưng con kiến có được vậy à, mới gì nó nói cái là bắt đầu con dò liền à. Lớp này hay thiệt à. Con kiến nó bò ngang qua cũng được hả? Cái pháp người ta đang trôi mà. Được pháp con kiến. Quý vị nghe kịp không? Thì ông ta sợ quá. Ông ta hoảng sợ. Kiến nó bu ha. Cứ bu chứ. Kia cũng ở đâu nó cũng bu hết á. Cái ông ta sợ quá. Bắt đầu ông ta về quán. Quán tưởng và tu. Tu tập. Quý vị tự sẽ thấy á. Biệt biệt giải thoát giới là như vậy. Cái giới mà 16, 13 pháp Sanghenisasa là cấm đụng đó. Là có lý do như vậy đó. Cấm đụng. Nhà sư cấm đụng. Và Phật tử cũng không nên cố gắng đụng. Và nhà sư cũng đừng cố gắng đụng. Thì nó như vậy. Đừng có kẹp máu. Nghe chưa? Rồi. Không có biệt biệt giải thoát giới. Không xứng đáng lễ bái cúng dường đảnh lễ. Không được xứng đáng. Quý tử nghe kẹp. Không thu tốt lục căn. Sáu căn vẫn còn chạy tiếp xúc với sáu trần. Không đáng để lễ bái cúng dường. Không nuôi mạng chân chánh. Xem bối, xem tai, xem chỉ chân, chỉ tai đó. Quý vị nghe kịp không? Thì là không được nuôi mạng chân chánh. Quý vị nghe kịp không? Rồi chứ. Rồi với quán tưởng đặc dụng ý áo mà ta mặc đây, trước khi mặc nè, nhà sư trước khi mặc. Có thể là Bali, có thể là tiếng Việt cũng được. Ý áo mà ta mặc đây là để che cái thân lõ lồ ô uế để tiện cho con đường hành đạo. Ý áo ta mặc đây để tránh mũi mòng cắn da xa thịt ta, tiện ta đi hành đạo. Ý áo mà ta mặc đây ta hành đạo phụ bậc cao nhân. Ngoài quán tưởng ý áo vật thực hay chỗ ở, chỗ ở ta đây để ta ở thì tiện nghi tránh mũi mưa nóng bão gió bên ngoài, ta ở trong này ta được an vui thành đạo, nên không phải quán tưởng cái chỗ ở. Vật thực người ta ăn đây, vật thực mà ta ăn đây, bốn pháp phải quán tưởng. Không phải ăn như trẻ con chơi giỡn, không phải như người phụ nữ trao dồi nhan sắc, không phải ăn như người lực sĩ nuôi dưỡng bắp thịt, và không phải ăn như người ăn chơi đàn điếm. Quán tưởng vật thực đây ta chữa bệnh đói và tiện cái việc hành đạo của người tu sĩ. Quán tưởng vật thực mới được dùng. Thuốc men là ta dùng đây, chúng ta chữa trị những căn bệnh và chứng trị con bệnh, chúng ta tiện việc con đường tu tập. Phải quán tưởng bốn điều này. Nếu không quán tưởng được điều bốn điều này là thiếu nợ Phật tử trước, ngay và sau. Tới gần sáng mặt trời gần lên là quý sư phải đọc lại bốn pháp quán tưởng này. Achamaya bachawe khi toa yang chi qua răng và ri phu tăng tăng do qua đê qua c. Quý sư mới đọc lại, quý sư phải đọc quán tưởng lại. Mà trong cái phần đó đó có cái phần mà gọi là dục lực thực đó, bình đã ba tô. Tức là quán sáng, gần sáng mình phải đọc đó. Mình đã ba tô là chút nữa là chút nữa là tới giờ ta cúng rồi. Ngó qua ngó lại ba tô. Người tự nghe kẹp không? Đó là giặc, giặc thật. Phải ăn biết hà tiện mà chi túc, bình đã ba tô mà thôi. Người tự nghe kẹp không? Gần chưa? Rồi, giờ đó phải đủ với đức. Cái người sống mà phải có chánh kiến. Thế nào là chánh kiến? Là phải thấy đúng. Thấy đúng. Không chấp sai. Gọi là thấy đúng là chánh kiến. Không nào, chánh kiến tức là thấy đúng và không có chấp sai. Không thấy chấp sai, tổng đường gì? Tứ đế. Tứ đế. Khổ tập nhiệt. Trời, cái lớp này hay quá ha. Nói đâu nó phát biểu danh dách liền ha. Khổ tập diệt đạo liền ha. Nghe chưa? Như đó là phải thấy được chánh kiến. Người không có chánh kiến thì kiến cắn. Không nào, tại vì không thấy chánh kiến thì bị kiến cắn. Thấy đúng mà không chấp sai. Quý tử thấy nhớ ha. Thế gian này là khổ, nhân sanh khổ từ đâu? Rồi, nãy nó nghe cổ tập diệt đạo nghe lắm lắm. Giờ thế gian này là khổ, khổ vô từ đâu? Giờ từ khổ vô từ đâu? Khổ vô từ đâu? Chưa nghe, sư nói cho tôi nghe không? Mà quý tử nói là sư không nghe nè. Rồi, khổ vô từ đâu? Khổ vô từ vô minh, khổ vô từ đâu?
Khổ vô từ đâu? Quý vị tự trả lời mà không đúng cái xin lỗi hoài à. Khổ vô từ đâu? Khổ vô vô mình, khổ vô từ đâu? Sinh lão bệnh tử, khổ vô từ đâu? Tham sân si, khổ vô từ đâu? Còn chịu thì sẽ trả lời đi ha. Nha, khổ vô từ tập. Trời. Không trả lời như thế. Khổ vô đông, vô minh rãi dục rồi lắm sân si, nhiều lắm đó. Khổ từ đâu? Khổ vô từ tập. Mày nè. Quý tử đang nói từ đấy, quý tử đang nói từ đấy mà quý tử dẫn sư đi ra ngoài. Quý tử dẫn sư đi ra ngoài, sư đâu có đi ra ngoài được. Sư ở ngay trong tứ đế thôi. Quý tử nghe kịp không? Quý tử không có thể nào dắt sư đi ra ngoài được. Mà sư dắt quý tử trở vô, vô là tứ đế mới được. Quý tử không vô đó, quý tử nói ngoài đó, chút hồi quý tử mênh mang luôn. Rồi quý tử sẽ làm nhau, lẳng quẳng lanh quanh. Rồi lanh quanh lẳng quẳng. Quý tử sẽ lẳng quẳng trong đó hoài. Quý tử trả lời mãi trong đó. Sư nói khổ vô từ đâu? Quý tử trả lời gì? Tập. Tập là gì? Lúc đó quý tử mới nói tập là ái. Ái dục. Mấy thì trong đời này ta bị khổ do từ đâu? Do từ nơi ái dục của ta nuôi dưỡng từ quá khứ, hiện tại và tiếp tục cho vị lai. Ta không ngừng nuôi dưỡng ái. Quý tử có nuôi dưỡng ái cho ngày vị lai không? Quý tử có nuôi dưỡng ái cho ngày vị lai không? Có không? Sư hỏi nè. Chưa biết ha. Trồng cái cây này chúng ta nói 10 năm chúng ta ăn được không? 3 năm nữa ta có trái ăn không? Chúng ta có nuôi vị lai không? Quý tử có nuôi vị lai không nè? Hôm nay ta tu để chúng ta kiếm phước cho ngài. Sao vậy? Quý Phật tử nói không có ngày Vị Lai mà. Hãy mấy ông quên à, quên. Còn cái đó chúng ta cũng phải nuôi dưỡng ái dục vậy. Sư gài nữa. Mấy năm quý tử phải nuôi dưỡng ái dục chứ. Nuôi mong cầu mong hưởng. Kiếp sau, kiếp này dụng đừng tu, giờ gắn lo tu. Kiếp sau sẽ lên người thật sức là đẹp trai. Có người có nguyện gì không? Có người nguyện gì không? Không có, để sư nguyện cho, sư chỉ cho quý tử nghe nè. Đại đức Ananda kiếp quá khứ, khi mà ông ta chưa thấy đạo Phật đó, chưa thấy đạo quả đó, ông ta là một chàng thanh niên. Thấy 500 vị tỳ khu, vị xuất gia ở trên rừng núi, không có ánh sáng, lội lên trên đó, vị thanh niên này lội lên đó, cúng cái ngọn đèn. Cúng ngọn đèn lên để cho các vị đi hành đạo, đi lại qua không có bị rắn rít, không bị té, sụp hố hay là sợ hãi, cắm ngọn đèn lên. Khi ta nghi vị thanh niên cúng dường ngọn đèn nó xong, 500 vị tỳ khưu đã ra hỏi: này người có nguyện gì ta sẽ phúc chúc cho. Quý tử nhớ ha, khi tử làm việc thiện gì thì mấy sư phải phúc chúc, quý tử mới được gọi là hưởng quả phước. Quý tử làm việc thiện mà quý tử không có mấy sư phúc chúc đó, nhưng như là gọi là thọ ký đó, cái phước của quý tử sẽ đến bất ngờ chứ không có sự chuẩn bị, nên sau này quý tử không hiểu biết được. Có những lúc mà bỗng nhiên quý ta đang đón nhận, đó là phước bất ngờ khi ta làm việc thiện mà không có chư tăng phúc chúc hay là thọ ký. Được chưa? Rồi cái biết mấy sư đó mới nói cho ngươi cần cái gì ta sẽ phúc chúc cho. Thì vị tỳ khu đó, người vị thanh niên đó quỳ xuống: phước báo mà con cúng dường ngọn đèn này cho các ngài tu tập dễ dàng ánh sáng đó, kiếp sau con sanh lên nhìn phụ nữ nào cũng thương con hết. Rồi bắt đầu phải có mấy người đàn ông ghi xuống rồi đó. Có ghi xuống cái câu lời nguyện đó không? Không có ghi ha. Cứ kiếp sau. Thuộc rồi, không thèm ghi nữa. Thuộc luôn. Kiếp sau sanh lên nhìn người nữ là thương con liền. Mà quả thật, tiền thân Ananda, quả thật, kiếp sau ông ta sanh lên nó bao nhiêu con gái nhìn ông ta chỉ nhìn thôi là người ta thương, còn ông ta phá hại bao nhiêu con gái. Sau khi kiếp đó chết, ông ta gớt xuống địa ngục lại. Gớt xuống địa ngục lại, chỗ quả không biết bao nhiêu, trong đó phá hại một người nữ mà. Một kiếp đó ta phá hại không biết bao nhiêu người nữ ác như vậy đó. Gớt xuống chả không biết bao nhiêu ở trong cả địa ngục, lên thành con heo đực. Tiền thân Ananda, 500 kiếp làm heo đực bị thiến. Sinh lên lời cắt thiến, cắt thiến, cắt thiến, cắt thiến, cắt thiến.
Vậy mà nhớ vô trong đầu rồi. Bây giờ nghe là quá rồi. Đó, đó quý Phật tử nha, tiền thân của Ananda đó. Tiền thân Ananda đó. Do đó cũng có lần nguyện vậy. Vẫn có lần nguyện vậy. Quý tử nghe kịp không? Do đó trên thế gian này có nhiều thứ nhiều loại lắm. Nhiều thứ nhiều loại lắm. Sư nghe là nghe đầy hết hai lỗ tai à. Con sư có nghe vậy đó. Sư ngồi sư tu học với ngài Tịnh Sự. Có một cô đó mỗi ngày đi vô cúng hoa hồng. Cúng một hoa hồng mỗi ngày. Từ ngày sư xuất gia sư tu đó. Hồi trước đó thì không thấy cô đó vô. Nhưng mà sau khi xuất gia sư tu rồi đó, cô đó vô mỗi ngày cúng một hoa hồng. Một cái hoa hồng một à. Cúng một cái hoa hồng một à. Cái sư ngồi trên giảng đường à. Lúc đó hôm có thu thúc lục căn nha. Sư nói thiệt tại vì mới tu mà. Sư thấy lạ sao cái cô này mỗi ngày vô. Đúng giờ đó vô cúng một cái hoa hồng cái đi về. Cái sư mới ra. Không có thu thúc lục căn mà. Cô ơi, cô ơi, mới tu mà còn rung lắm. Lúc mới tu gặp một phụ nữ cùng lắm. Sư không biết nói sao. Sư mới hỏi, này cô, tại sao cho sư hỏi con câu hỏi thôi, tại sao mỗi ngày sư thấy cô vô cúng hoa hồng? Hả, cúng hoa hồng, nhân nào duyên nào mà cô cúng này? Sư học với ngài Tịnh Sử mà. Cái cổ mới nói, bạch sư, tác ý hôm nay con cúng hoa hồng, mỗi ngày con vô cúng hoa hồng, kiếp sau con sinh lên là người đẹp như hoa hồng, mà gai nhọn hoa hồng cắt cái trí tuệ của sư. Bắt đầu nổi bồ đề gai lên. Sư không có quan trái. Sư đâu có quan trái. Mà tại sao cứ mỗi ngày vô cúng hoa hồng để mà xinh đẹp lên, mà còn gai nhọn để cắt cái trí tuệ của sư. Cái sư vô sư ngồi viết kinh liền. Cái cổ thấy sư ngồi viết mà gung. Sư làm gì gung vậy? Gung chứ đang nguyện. Còn hỏi cái nguyện gì? Trí tuệ viết kinh sách này mai sau làm lưỡi dao bác sĩ cắt cái gai nhọn cái hồng. Nhanh ha, nhanh à. Do đó đó, sư nghe đầy lỗ tai. Có nhiều người họ nguyện như vậy đó. Họ nguyện, họ đua với sư nữa. Họ thấy sư học đó, họ đua phải làm sao nguyện, làm việc thiện chút xíu à. Họ nguyện bằng sư liền. Kịp không? Do đó đó. Khó nói quá à. La vérité n'est pas bonne à dire. Sự thật là không thể nói ra được. Phải không nào? Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy tập là nhân sanh tự nới, làm khổ, khổ đau. Vậy thì muốn mất tập, hết tập thì chúng ta làm sao? Phải diệt đó. Phải diệt cái gì? Diệt cái gì? Diệt tập. Từ từ. Phải diệt cái gì? Diệt tập. Tập ái. Ái dục. Rồi kìa. Con đường nào để mà diệt nó? Đạo, đó là chánh. Chánh kiến, lớp này nhất rồi. Lớp này nhất rồi. Không có lớp nào bằng lớp này. Lớp này nhất rồi. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy chánh kiến, con người mà có chánh kiến đó là họ lo tu tập. Giới họ đang trao, con đường họ tu tập, họ phải trú pháp, trú vào, ăn trú vào pháp. Pháp mà chúng ta biết là gì? Pháp học và pháp hành. Thì thành ra pháp thành và pháp quả, đạo và quả. Pháp học chúng ta phải học và pháp hành chúng ta phải hành. Học phải đi đôi với hành. Chúng ta phải học, phải hành, phải đi đôi với cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì khi chúng ta sẽ thấy con đường mà tu tập của ta, nếu như mà chúng ta không có trú trong lời dạy Đức Phật, không ăn trú trong pháp học, không pháp hành á, thì chúng ta khó thành, khó quả, khó đạo của quả đó. Phật học mà không hành, tu mà không hành á, học mà không hành thì như thế nào? Hả? Như cái mọt sách ha. Ở trong cái giảng đường chánh trí Mai Thọ Truyền ở chùa Xá Lợi, đường Bà Quỳ Thanh Quang, quý tử có dịp nào tới cái nơi đó đó. Hồi xưa trước năm 75 á, họ đề là chánh trí Mai Thọ Truyền, giảng đường chánh trí Mai Thọ Truyền của hội Phật học Nam Việt. Họ nói tu mà không học
là cái đại sách. Học mà không không tu là gì? Là cái đại sách. Tu mà không học là gì? Tu mù. Ở trong giảng đường mang thầy truyền vậy nè: tu mà không học là tu tu mù, tu mù. Học mà không tu là cái đại sách. À, cái đại sách hay là cái vỏ đựng sách. Ở trong chánh chí ma thời truyền giảng đường ở chùa Xá Lợi, để ngay giữa hội Phật học Nam Việt, họ để ngay ở giữa giảng đường. Hồi nhỏ sư đi vô là sư thấy cái câu này, cái liễn này: tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đại sách. Người Phật tử cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Xuất gia không phải là để mà ngồi ta cúng dường cho y áo hay là chùa chiền để mà họ hưởng thụ. Xuất gia cũng phải học, phải hành. Rồi sau khi bổn phận học hành xong, phải làm thầy để hướng dẫn lại người ta. Vậy đó là mới làm xong cái bổn phận là chú pháp. Người Phật tử tại gia là người Phật tử. Quý Phật tử phải luôn luôn tâm niệm trong lòng: người Phật tử là chúng ta phân tích ra là con của Đức Phật, là gọi là Phật tử. Không nè. Mà Đức Phật danh nghĩa của nó là gì? Là đấng giác ngộ. Vậy thì chúng ta mang danh nghĩa là con của đấng giác ngộ là chúng ta phải có chủng tử giác ngộ, là mới là người Phật tử. Khi mà quý tử thọ tam quy Phật pháp tăng, chúng ta thọ tam quy và ngũ giới, quý tử đã trở thành một người Phật tử. Quý tử phải là người hãy hiểu biết mình là vị trí là con của Đức Phật. Ngoài ra con của cha mẹ bằng sắc thân hình hài này, quý tử còn mang thêm một cái tư tưởng tâm linh là chúng ta là con và đấng giác ngộ. Đấng giác ngộ là cái người mà cho chúng ta sự giác ngộ này, cho chúng ta sự lợi ích này, khỏi si mê. Không giác ngộ không còn si mê. Và khi chúng ta được biết con đường chúng ta phải biết, và chúng ta phải làm con đường chúng ta phải làm, và làm viên mãn như cái hạnh nguyện của bậc thầy đã cho chúng ta là bậc đấng giác ngộ, chúng ta mới xứng được là con Phật tử, là người Phật tử. Còn không á, chúng ta không làm được gì cả. Người sư cũng vậy. Chiếc áo không làm nên thầy tu, chiếc áo không làm nên một vị tu sĩ. Người Phật tử không làm nên cái người Phật tử. Con đã giác ngộ chuyển qua cái hình thức quy y. Phải học, phải học, phải tìm cầu con đường học để mà hành, tìm ra con đường hành để mà thành. Thì kết quả không phụ công lao của quý thầy là bắn đạo, đạo sư, bậc đạo sư. Đức Phật Ngài là bậc đạo sư, Ngài là thầy chỉ đường, Ngài không hơn không kém, Ngài chỉ là bậc đạo sư chỉ đường. Ngài chỉ đường gì? Con đường thánh đạo. Con đường thánh đạo, mà con đường thánh đạo ở đâu mà có? Khi thấy được thánh đế, khi thấy được thánh đế, thấy được sự thật, có con đường đi. Và con đường đi đó bậc đạo sư đã chỉ, chính do đó hôm nay ta đang nói bước theo theo Ngài. Vậy thì chú pháp, sống trong pháp, nghĩ trong pháp, hành trong pháp, nói trong pháp, người đó đang trao dồi giới đức. Không nói chuyện thế gian, không xài chuyện thế gian, không bàn chuyện thế gian, và không sinh hoạt của những chuyện thế gian. Họ chỉ nghĩ trong pháp. Thế gian là vô thường, phải lo tu. Không lo tu, mất thời gian. Do đó họ luôn luôn trú trong pháp, trong lời dạy của Đức Phật. Họ nghĩ khi mà họ đã trú trong lời dạy Đức Phật, cũng như chúng ta đã nói học thì trú trong hành, thì chúng ta sẽ có thành và quả. Họ chứng ngộ được chân lý, chứng ngộ được chân lý. Chỉ có con đường đó thôi. Qua con đường đó chúng ta giác ngộ, qua con đường đó ta thấy được chân lý. Chân lý là cái chi? Chân lý là cái chi nè? Thật tướng. Chân lý là cái chi? Quý tử nói cho suy nghĩ kênh các nè: chân là thật, lý là sự. Giờ là chân lý là gì? Sự thật. Chỉ như vậy thôi. Chân lý là sự thật. Mấy thì trong đời này chúng ta đã bao nhiêu lần thấy được sự thật? Đã bao nhiêu lần chúng ta đã thấy được sự thật? Khi ta là người Phật tử, đã bao nhiêu lần chúng ta thấy được sự thật? Chưa thấy không nè? Trong kinh Thiên Sứ, trong kinh Thiên Sứ Maccima Nikaya, trung bộ kinh, cái bài kinh Thiên Sứ đó, có 5 vị Thiên Sứ đến với thế gian này.
một vị sứ mạng của trời đem xuống để mà nói chuyện cho thế gian, để cho thế gian thức tỉnh. Một đứa bé sinh ra đời, một thiên sứ, một người già hiện hữu trong đời, một thiên sứ, một người bệnh hiện hữu trong đời là một thiên sứ, và một xác chết một hiện hữu trong đời là một thiên sứ, và cảnh tù đầy giam cầm ở trong dòng lao lý là một thiên sứ. Năm vị thiên sứ banh chát đều quá tà, năm vị thiên sứ nằm trong Matthima Nikaya Trung Bộ Kinh cho chúng ta ở trong đời này thức tỉnh. Thế gian này có năm vị đến báo cho chúng ta được thức tỉnh chân lý. Nhưng mà trong đời này chúng ta đã thấy được bao nhiêu lần năm vị thiên sứ đó? Quý tử thấy một đứa bé sinh ra đời chưa? Nó nhỏ thôi, đừng nói lớn, nói sớm là nghe. Quý tử thấy đứa bé sinh ra đời chưa? Nó nhỏ quá à. Có nhiều hay không? Nhiều không? Bao nhiêu lần rồi? 4 lần. Một người tự khai là 4 lần. Mẹ sư thấy 10 lần. 10 con. Hẳn nè. Rồi cứ mỗi một lần á, mà chúng ta thấy một đứa bé ra đời là chúng ta hân hoan vỗ mừng. Phải không nào? Mở tiệc đãi đằng và khen ngợi, chúc mừng con trai, chúc mừng con gái được ra đời. Nhưng trong kinh thiên sứ á, những người mà thấy năm vị thiên sứ trong đời mà không thức tỉnh á, sau khi họ làm những điều bất thiện, những điều ác, họ rớt xuống trong cảnh địa ngục. Và chú sứ hỏi: này người kia, sống trên đời ngươi thấy đứa bé vừa ra đời không? Và có bao nhiêu lần? Do nhiều lần lắm. Nhưng mỗi lần mà ngươi thấy một đứa bé ra đời, ngươi thấy cảm giác ngươi sao? Hân hoan hay là đau khổ? Con hân hoan, con mừng vui. Chính là đó, hôm nay ngươi gặp ta. Chính hôm đó hôm nay gặp ta. Nhưng mà kiếm mà ngươi mà sợ hãi đau khổ á, ngươi không bao giờ gặp ta. Thế gian là như vậy đó. Bao nhiêu lần đứa bé ra đời, bao nhiêu lần người ta hân hoan mừng vui. Nhưng mà bao nhiêu lần người ta ra đi, nước mắt đổ tràn, người ta không bao giờ mừng vui cái người ra đi. Nhưng cái người ra đi là người nó mới hết nợ. Đứa bé giờ ra đời là bắt đầu gánh lấy nợ trong đời và tiếp tục sống trong đời 100 năm. Thế gian nhìn ngược lại, thế gian nhìn đảo ngược lại cái nhìn của thế gian. Đứa bé lại mừng vui khi nó bắt đầu nó gánh cái nợ trong đời. Một người chết chúng ta kéo họ vậy để mà họ sống, chúng ta muốn tiếp tục họ phải trả nợ đời. Nhà khi họ đã hết nợ họ khá đi chứ, ta là khóc. Mẹ của sư ra đi sư khóc, ba sư ra đi sư khóc, để sư muốn níu kéo ba mẹ sư phải sống đời để nuôi sư đó. Không phải, sư mừng ba mẹ sư hết nợ rồi ra đi. Cái đó là định luật vô thường, ai cũng phải có. Nhưng mà sư sợ anh của sư có một đứa con ra đời, sư sợ người chị sư có một đứa con ra đời để gánh nặng cho nó, tội nghiệp cho nó phải bươn trải trong đời. Nó có bằng mình được không? Không biết. Nó có được khôn ngoan như mình không? Không hiểu. Và nó có được học được đầy đủ như mình không? Chưa chắc. Và đời sống nó được an vui như mình đang hưởng bây giờ, đã già rồi mình đang hưởng không? Không quả quyết. Cuộc đời nó vô tận. Cuộc đời nó đang đi từng một bước, chưa biết đi và bước đi, và nó đang đi trong cái cõi gì rồi không biết trước được ngày mai. Nhưng mà chúng ta mừng. Rồi thế này. Rồi cái thứ hai nữa là người bệnh. Chúng ta thấy người bệnh chúng ta lo, ta sợ, ta muốn cái người bệnh nó phải khỏe. Ông ta, cha ta, mẹ ta, anh ta, chị ta, con ta, thậm chí ta bệnh ta cũng muốn được khỏe. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng trong cái bệnh đó báo cho chúng ta là gì? Một sự sụp đổ, một sự sụp đổ, một sự thật. Đến nay chúng ta nghĩ không bao giờ ta bệnh. Đức Phật đó có 3 điều sanh kiêu mạng, có 3 điều sanh kiêu mạng, 3 điều sanh ngã mạng, 3 điều sanh gọi là kiêu căng tự hào, 3 điều trẻ mãi nghĩ không già, nghĩ rằng mình không có già. Sanh kiêu mạng, trẻ mãi, khỏe mãi, nghĩ rằng mình không bệnh. Sanh kiêu mạng, nghĩ rằng mình không bệnh. Sanh kiêu mạng, nghĩ mình sống mãi và không chết, nghĩ rằng không chết. Sanh kiêu mạng. Nhưng người đời mà thấy rằng là có già, có bệnh rồi phải chết, trẻ phải đi, khỏe phải mất và sống không vững vững vàng, lúc đó không còn sanh kiêu mạng. Nhưng cuộc đời chúng ta không có. Quý Phật tử thấy không?
Hôm nay quý tử nói với con cháu quý tử không nghe, rồi quý tử đổ thừa cho môi trường quý tử đang sống. Ở đây khó nói lắm sư ơi, ở Việt Nam nói được, ở bên này khó nói lắm. Ở bên Việt Nam đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, qua đây nó đổi ngược rồi sư ơi. Ở đây là con cái đặt đâu rồi cha mẹ ngồi đó. Có trường hợp đó không? Tại sao mà chúng ta bị đổi vai vậy? Chúng ta bị đổi giới vậy? Tại sao? Tại vì ngày hôm nay chúng ta ở trong trạng thái là chúng ta không còn sống được lâu dài. Hôm nay chúng ta sống không được khỏe như chúng ta còn ở bên Việt Nam. Chúng ta không được còn trẻ như bên Việt Nam. Qua đây chúng ta già, bệnh, sắp chết mà ngôn ngữ không xong, nó hơn mình, ăn hiếp mình. Ở bên Việt Nam chết, chết, nó về Việt Nam chết. Phải không nào? Chúng ta chờ để mà ta trả thù. Chờ ta trả thù. Nhưng mà ở đây, đứa trẻ đó, đứa con đó, nó sinh kiêu mạn với người cha. Nó nghĩ rằng nó trẻ hơn người già, nó khỏe hơn người đang bệnh, nó đang sống mà cái người kia sắp sửa chết rồi. Nó sinh kiêu mạn, rồi nó có qua được cái con đường này không? Không. Nhưng ngay hiện tại nó đang tạo một cái lỗi lầm. Ngay hiện tại nó đang tạo một cái ác nghiệp hay một bất thiện nghiệp để làm khổ người mẹ, người cha. Sau đó nó phải trả vừa cái tính kiêu mạn của nó, và nó phải trả cái giá sự kiêu mạn của nó, lỗi lầm với cha mẹ của nó, bất hiếu hay là bất thiện. Lại như vậy đó. Như vậy thì chúng ta tìm lấy cái chân lý, ta tìm lấy chân lý, chúng ta thấy rằng là có già, có bệnh, rồi cũng phải có chết. Sự thật là như vậy. Ngoài những chân lý chúng ta biết khổ tập diệt đạo ra, chúng ta còn thấy 5 điều: già, bệnh, chết, phân ly, tài sản, của cải, người thương yêu, và cuối cùng đi theo nghiệp của ta. 5 điều đó chúng ta phải biết quán tưởng. Chúng ta đây phải có già, chúng ta đây phải có sự bệnh, chúng ta đây phải có sự chết, chúng ta đây có sự phân lìa người thương và giặc mến mộ. Chúng ta phải ra đi với nghiệp của ta và không chối cãi được. Khi chúng ta thấy được đó là chân lý, là lúc đó chúng ta phải lo làm công việc của mình, phải lo làm công việc của mình. Đêm nào cũng quán hết à? Kỳ rồi đêm đầu đà dưới rằm tháng 4 đó, quý tử biết không, cái có nhiều người Phật tử xuống đông lắm, mà chùa Tâm Áp nghèo đó, do đó phải nuôi gà để kiếm trứng cho Phật tử dùng đó. Cái có cô đó, cổ đi gà cô chụp hình hết nha, chụp, cái cô chạy tới chuồng gà cô chụp luôn. Cái sư hỏi tại sao cô phải chụp hình với con gà, tại vì cổ nói hành đầu đà không được đó thì hành đầu gà. Tại vì hành đầu đà phải thúc một đêm mà tức không nổi đó thì hành đầu gà, nên cho cổ phải chụp cái hình gà đó ghi đưa lên trên báo. Do đó nó quý Phật tử sẽ thấy ha, khi chúng ta được trú được pháp, thấy được pháp, ta thấy được chân lý, già, bệnh, chết và sự phân ly, đi theo nghiệp của ta, chúng ta phải lo làm công việc của mình. Khi ta biết rồi đó, chúng ta phải lo làm công việc của mình. Công việc gì chúng ta còn phải làm? Rồi hỏi mà trả lời hết rồi, ngủ hết rồi. Hồi nãy sư nghe lúc mà 10-15 phút của sư Thanh Tâm hướng dẫn đó, sư thấy ở đây quý Phật tử đạt tới ngũ thiền nha. Cái sư ngồi sư nghe sư chặn lòng quá biết không, cái sư nói sư Thanh Tâm thôi kết thúc đi, chút nữa là tới phiền tôi cũng ngủ luôn à. Cái bệnh nó hay lây lắm nè, nó có virus kỳ lạ lắm. Ngồi mà siêng năng đó ít khi có virus lắm, nhưng mà ngồi mà ngủ nó virus nó đầy hết trên xung quanh rồi, chút xíu là gực cái này mới tự nghe kẹo không nên hồi nãy xin đấy mới đâu rồi chưa. Rồi á, tự làm công việc của mình là tự làm công việc chi? Tự làm công việc tu. Rồi quý tử nói nghe hay lắm, tu tập. Thì tới bây giờ ở đây chúng ta tu tập, chúng ta nói tới ai mà không tu? Phật tử mà không tu đâu phải là Phật tử. Họ nói nghe ngọt như vậy đó, nhanh như vậy sư đó, Phật tử là phải tu à, không tu không là Phật tử. Cái sư nói ồ gì ha, hay nhá, vậy tu làm sao cho sư nghe. Họ nói sư nhá, họ tu nhá, Phật tử mà, Phật tử phải tu, không không tu không phải là Phật tử. Nhưng mà họ hỏi sư hỏi lại,
Phật tử mà phải tu, tu như thế nào mới là Phật tử? Thì không có trả lời rõ như sư biết. Quý Phật tử ở đây lớp này thôi, chị sư không nói lớp khác nữa. Quý Phật tử nói sư nghe, tự làm công việc của mình là con đường tu tập. Quý Phật tử là phải làm cái gì mà con đường tu tập, quý Phật tử đang làm mà muốn tử muốn xong từ con đường tu tập này, quý Phật tử thấy được chánh kiến mà chứng được chân lý. Cái đó là 20 năm về trước còn gần hơn nữa đó. Thì quý tử làm sao con đường mà tu tập đây nè, cho sư nghe nè. Hả? Hả? Đi lên chùa Tâm Pháp. Rồi đi về. Quý tử đi ra xem nè, đi lên chùa cúng dường xong đi về là tu tập xong rồi, phải không nè? Không đó. Không, quý tử nói cho sư nghe đi, chú sư nghe con đường tu tập quý tử nghe nè. Pháp học pháp hành mới hành sư nghe rồi, pháp học pháp hành mới sư nghe rồi. Bữa nào mới nói nè, pháp học pháp hành nè, pháp học pháp hành pháp thành rồi sư nghe rồi. Nhưng mà bây giờ quốc ngay từ nơi sự thật của nơi Phật tử nè, con đường tu tập của tử là gì nè? Hả? Rồi, bây giờ quốc tử đang làm gì đây? Ngay con đường tu tập quốc tử đang là người Phật tử đây nè. Giữ, giữ giới, ừ nè. Rồi. Rồi. Nhờ. Yeah. Rồi, ở đây sư muốn nói Phật tử nghe ha, con đường tu tập của người Phật tử nha. Đừng có so với con đường tu tập của vị xuất gia ha. Quý tử đừng có đi lo cái con đường đó. Người Phật tử có nghe pháp học pháp hành pháp thành đó, nghe ghét ngồi cái khủng hoảng lắm. Ồ, cái này là con đường của ông sư, mình đâu có phải người Phật tử tại gia mà. Do đó con đường tu tập của Phật tử sao nè, biết tử nhớ ha. Khi mà có một vị tỳ khu tên là Chu Láp Banh Thạc Cá không tu được á, vô ở trong chùa 4 tháng không tu được, sinh hoàng tục cả đời. Cái Đức Phật nói chứ đừng có hoàng tục cả đời, chứ còn ở trong chùa con tu không được thì làm sao ăn của đằng na tính thí không ăn tội. Đức Phật nói chứ tại sao không tu được, nó cái vị Chu Láp Banh Thạc Cá nói chứ giữ giới 227 giới, 227 giới này nhiều lắm, giữ không nổi. Do đó nó chịu ra đời chứ không tội lỗi phạm giới nguy hiểm hơn. Đức Phật nói ba điều thôi: điều ác không làm, điều thiện nên làm, và làm cho trong sạch cái ý. Quý Phật tử nhớ ha. Vậy thì ở đây quý Phật tử không có nói xa, sư nói quý Phật tử nghe cho sư ha. Ở đây quý Phật tử chỉ làm thế này: việc thiện nên làm, đúng không? Việc ác và không làm, và ý cho được trong sạch, ý trong sạch được chưa? Mẹ thì khi nào quý Phật tử đang là người Phật tử tại gia, cho sư nhắc nè, quý tử đang Phật tử tại gia, khi nào quý tử đang làm việc thiện là quý tử đừng có tham, đừng sân, đừng si nha. Còn khi nào quý tử đang làm mà quý tử thấy dính vô tham sân si là chúng ta đang làm chuyện ác, và ý của ta không được trong sạch là chúng ta còn nghĩ gì? Tham sân si. Vậy ở đời này chúng ta phải làm hai việc mà chúng ta chỉ làm một việc. Hai việc khó chúng ta phải làm, và một việc dễ chúng ta phải làm. Hai khó một dễ quý tử nên làm, người Phật tử tại gia như vậy thôi. Quý tử có hai khó và một dễ, còn biết bên sư đó bốn khó không có nào dễ hết á, thành ông sư khó lắm. Quý tử thấy được chưa nè, quý tử làm cho sư hai cái điều khó và một điều dễ thôi. Đừng tham, đừng sân, đừng si, làm việc ác. Khi nào ta làm việc ác, làm thắng lời và ý, thắng lời và ý. Khi nào ta làm việc thiện, thắng lời và ý, chúng ta cũng vậy thôi, thắng lời và ý. Như vậy thì quý tử làm hai khó một dễ giùm cho sư. Thấy cái dĩa trái cây trên bàn quý tử thấy không? Quý tử thấy không? Nãy có người nói chôm chôm ha, có người nói chôm chôm mấy chục năm rồi mới thấy được cái chôm chôm này ha. Quý tử nè, quý tử nhìn trên bàn quý tử thấy cái này đó quý tử. Nếu như mà sư đem chia cho mỗi người Phật tử một trái thì trái xoài đó, thì lớp này chúng ta đủ không? Không đủ ha. Như vậy thì người có người không thì mình sao? Không, sư nó không có sinh tổ, đây không có máy. Đây không có máy. Nếu mà máy thì sư tính cái chuyện máy. Mà xây sinh tố không đủ nữa.
Giờ sư nói nè, bây giờ sư có hai dĩa trái cây này thôi, mà sư chia ra mỗi người một trái xoài đó, một người có, nhà người không. Thì người có, nhà người không có thì sao nè? Không có lửa, không có lửa, đi địa ngục. Đừng đưa sư cái lửa. Vì quý vị thấy không? Chứ một lớp thôi, có hai dĩa trái xoài thôi, mà ta đang học Phật Pháp nữa, mà chia không đều đó, cái lớp này nó bể luôn á. Mà sư không có đường đi về nữa đó. Thế thì mình đang làm Phật tử mà. Cái đường đơn giản trước mắt hai dĩa trái cây mà chúng ta không dừng lại được mà. Về khỏi nhà, vắn ông sư, làm muôn trùng nữa, muôn trùng chuyện nữa. Phải không nè? Đây là chúng ta phải nhớ như vậy đó. Nhắc nhau thôi. Quý tưởng thấy không nè? Bông thì không cần dành đâu. Ai muốn lấy đi, đem về đi. Nhưng mà trái cây để tôi à. Quý tưởng thấy đúng không? Chính cái đó để cho chúng ta thấy rằng việc thiện khó làm lắm, việc ác dễ làm lắm. Do đó con đường tu thì chúng ta thấy rằng là hai điều này mới khó làm. Và việc thiện dễ làm. Việc thiện cái gì cũng dễ lắm, thâm tham dễ lắm mà. Trời ơi, nghe nói gì chứ, thiệt ra vô chứ coi. Không dễ được đâu. Sư như vậy con nghĩ là chứ dưới địa ngục chắc người ta nhiều lắm. Quý Phật tử kịp không? Quý Phật tử nghe kịp không? Nhà sư á, quý Phật tử biết ở bên miền Tây á, ở miền Tây đó, mấy năm mà sư còn ở bên Việt Nam đó, các chùa mà chư tăng Khmer đó, một năm dân có một bộ y à. Mà chùa của sư đó có 40 sư đó, dân 16 bộ, 18 bộ. 18 bộ thì chia làm sao? Chia 4 một sư 4 bộ, còn mình sư lấy lên 2 bộ nữa. Tại sư chủ trì mà. Thấy không? Sư chia ra hết mọi người 4 bộ, còn dư 2 bộ. Sư hỏi 2 bộ này tính sao? Mấy ông sư kia nói chứ, dạ dân ngày lấy đi chứ con không dám lấy đâu. Phải không nào? Phải dân chủ trì à. Sư lấy 2 bộ cái sư để vào trong kho. 4 bộ sư bỏ trong kho. Cái y này sư 20 mấy năm sư chưa bỏ mà. Sư được 6 bộ. Sư bắt đầu sư gọi với miền Tây. Năm nay bao nhiêu bộ y? Ông cả chùa ông nói 18 ông sư có một bộ y à. Ở dưới nó vậy đó. Khổ nó nè. 18 ông sư mà có một bộ y ta dân à. Sư được 6 bộ. Sư chạy qua lại 3 ông sư hồi nãy vừa phát ra 4 bộ. Biết hết à, sẽ đâu có dám lấy lại, đâu có dám lấy lại, nha, mấy em nè, do đó đó, quý Phật tử sẽ thấy phải làm lại, mà phải, phải tắc ý cũng phải dần co là như vậy đó, quý Phật tử thấy nè, ở trong chùa cũng vậy đó, ha, 6 cái kem đánh răng mà 4 sư á, thì mỗi ông 1 cây, còn 2 cây của sư. Sư lúc nào cũng phải hơn tớ. Nhưng mà sư không có dùng, còn sư phải đem đi chuyển qua cho các chùa khác. Là như vậy đó. Tại vì nếu cho mấy ổng á, ổng giữ học là khó lấy gà lắm. Thành ra con đường tu tập chúng ta phải thấy như vậy đó. Sư nói để mà chúng ta thấy đó là một sự thật sống. Sự thật sống. Khi mà quý tử không có đó thì cái chuyện gì chúng ta nói cũng dễ hết đó. Nhưng mà khi ta đối diện với cái trạng thái mà giật lòng người ta sanh lên á, tham ta chịu nổi không, sân ta chịu nổi không, si ta chịu nổi không, thua ta chịu nổi không, người hơn ta có chịu nổi không, và ta có nhịn được không? Cái đó là chúng ta đang gọi là tu tập. Đừng nói pháp học, quý tử đừng nói pháp học, quý tử đừng nói pháp hành, quý tử đừng nói kinh điển, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, xa vời lắm. Đứng trước mặt hai dĩa xoài đây nè, chạnh lòng à. Mình phải lo con đường tu tập, phải biết tự làm công việc gì của mình nên làm. Ra về nhưng mà tối nay ngủ không được vì thiếu trái xoài. Người có người không mà. Do đó chúng ta phải đấy, phải cố gắng làm gì sao để người ta được, người ta thương mình, được người ta ái kính. Đại đức Kassapa, cái câu kệ này để nói lên cái hạnh của đại đức Kassapa mà ta còn gọi là gì, Ca Diếp. Ngài bữa đó đi cùng với chư tăng và có Đức Phật. Có một thanh niên đem một vật thực ra,
nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy chư tăng nhưng mà không dâng cúng. Tới ngày đại đức Kassapa dâng cho ngài, chư tăng lấy làm lạ, chư tăng mới nói: này thanh niên, hay là dâng cho Đức Thế Tôn? Thanh niên lắc đầu. Chư tăng nói: nãy dâng cho Đức Thế Tôn phước hương là đại đức Kassapa. Đức Phật nói: này chư tăng, chư tỳ khưu không nên làm vậy. Có những người với Phật tử là như vậy đó, cứ nghĩ lần phải dâng cho cái bậc đáng tôn kính dâng, hay là dâng cho cái bậc mà gọi là mình đang thương thích mình mới dâng. Đối với Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy dâng Đức Phật hơn Kassapa, Ca Diếp. Nhưng mà anh chàng thanh niên này quyết định là dâng Kassapa cho không dâng Đức Phật và không dâng chư tăng. Là vì sao? Đức Phật đã nói: đối với Kassapa, người đã được ngũ giới đức, có chánh kiến, trú pháp, chứng chân lý, ngài đã tự làm công việc của mình, do đó được mọi người thương yêu. Đức Phật nói câu kệ này để tán dương cái hạnh của Kassapa Ca Diếp, mà chí đến du trời Đế Thích cũng phải xuống cúng dường đến Ca Diếp nữa kìa. Chúng ta cũng phải thấy con đường chúng ta tầm cầu được người thương, tầm cầu sẽ được người tự kính, không qua con đường giới đức, không qua con đường tu tập, và chính mình phải tự làm công việc của mình, phải tròn bổn phận và trách nhiệm, lúc đó mới được thương và kính. Thương và kính do con người đem ra cho, chứ không phải mình mua bán mà kêu gọi người ta cho mình được. Câu kệ này chúng ta nắm ở tại đây. Chúng ta qua một câu kệ kế tiếp. Ước vọng pháp ly ngôn, ước vọng pháp ly ngôn. Chúng ta gán học bữa nay, tại tuần sau tao nghỉ rồi, chúng ta được nghỉ bù. Ý cảm xúc thượng quả, thượng quả tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Pháp cú câu kệ 21-218 hết chưa nè. Rồi, ở câu kệ này chúng ta sẽ thấy ta tu tập chúng ta không dùng lời nói, nên là ước vọng pháp ly ngôn. Tu tập ta không dùng lời nói, ta không tự nâng mình lên để hạ người xuống, dùng lời nói chúng ta dễ gây những lỗi lầm. Ước vọng pháp ly ngôn, phải câm nín, phải nhịn để mà tìm cầu con đường đạo đức hạnh. Ý cảm xúc thượng quả, vô con đường tu tập để bậc thành bậc thượng nhân hay là bậc thánh nhân. Tâm thoát ly các dục, không còn dính mắc trong sự đeo níu, xứng gọi là bậc thượng lưu vì họ đã hưởng thượng quả. Dạ, quý tử nắm được chưa nè. Rồi, ở đây là quý Phật tử đặt cái câu kệ này, ý chính nằm đâu nè? Pháp ly nè. Hả? Thoát ly. Dạ. Câu kệ này cái ý chính nằm ở đâu nè? Dạ. Cà ớt thoát ly nằm ở pháp cú 218. Câu kệ này ý chính nó nằm ở đâu? Quý tử nằm ở đâu? Dạ, cho tôi nói đi ha. Chúng ta hết thời gian rồi, hôm nay. Câu kệ này ý cảm xúc. Khi chúng ta khởi tâm từ nó ý, ý ta nghĩ như thế nào nó hiện bày cái đó. Ý nghĩ như thế nào nó hiện bày cái đó. Ý ta nghĩ tốt, nó hiện bày cái tốt. Ý ta nghĩ điều quấy, nó hiện bày điều quấy. Ý ta nghĩ điều sai, nó hiện điều sai. Ý ta muốn trở thành bậc thượng, cao thượng, nó hiện bày cái tính cao thượng. Ý ta mệnh thành một cái tí liệt, thấp hèn, nó hiện bày cái tính tí liệt, thấp hèn. Ý nằm trong cái cây cõi kệ này, ý muốn tạo ra được cả. Ý muốn thoát ly, ý làm cho tâm thoát ly. Ý đeo níu các dục, ý làm cho tâm dính mắc là trong các dục. Do đó, ý cảm xúc, câu kệ này nằm tại đó. Câu kệ này, điểm chính nó nằm từ nơi ý. Ý làm cho tất cả. Như vậy thì, ý muốn được thượng quả để trở thành là thượng lưu. Quý vị tự biết bậc thượng lưu là bậc A-na-hàm. Ở đây Đức Phật nói A-na-hàm là bậc bất lai, là từng thánh thứ ba, là thánh thứ ba, từng thánh thứ ba sau A-la-hán mà thôi.
trên Tứ Đại Quần và Tứ Đại Hàm. Như vậy thì muốn được gọi là bậc thượng lưu là phải chứng đắc thượng quả. Muốn chứng đắc được thượng quả là thoát ly các dục. Thoát ly các dục là phải tầm cầu con đường ly ngôn. Chỉ có con đường đó mà thôi. Nếu như mà chúng ta muốn mà được an vui giải thoát, mà chúng ta còn dính mắc trong các dục, mà chúng ta còn tạo tác các nghiệp, khó mà chúng ta chứng đắc được quả, trở thành một bậc thượng lưu hay là bậc cao thượng được. Câu kệ nó cho chúng ta thấy nằm đó, nằm tại đó. Nhưng vậy thì ở đâu? Từ nơi ý. Do nơi ý chúng ta sẽ thấy tác động. Ý tác động để cho hiện bài hành động. Tác động để hiện bài hành động. Ta gọi là tác, tác hành. Khi mà tác động để hiện bài hành động, ý cảm xúc như thế nào dẫn chúng ta đi theo đó. Thế gian chúng ta theo cảm xúc nào? Quý tử nói cho xin nghe nè. Thế gian dẫn chúng ta đi theo cảm xúc nào? Nói ra cái ái dục liền ha. Thế gian dẫn chúng ta theo cảm xúc nào nè? Quý Phật tử cho tôi nói đi. Quý Phật tử nói đây nè. Thế gian đi theo cảm xúc nào? Thế gian mình á, quý Phật tử đang ở trong đây, quý Phật tử đang ở trong thế gian, quý Phật tử đang chạy theo cảm xúc nào? Hả? Dạ. Dạ, cho sư nói ha, chúng ta hết giờ. Thế gian chúng ta thường hay chạy theo cảm xúc của hỷ, hỷ ái. Phẩm này phẩm hỷ ái mà. Phẩm nè, phẩm này phẩm hỷ ái. Do đó chúng ta sẽ thấy thế gian dẫn dắt con người theo chạy theo cái sự hỷ ái. Có vui, có thích, người ta mới chạy theo. Không vui, không thích, không chạy theo. Không có ăn vui, không khoái mãn, không được vừa lòng, họ không được ăn vui hỷ ái, hoặc không có được thỏa mãn, không chạy theo. Do đó chúng ta chạy theo gọi là cái dục. Dục không phải là một cái điều mà chúng ta cần phải nói, nhưng mà cái niềm vui của họ, đánh mất niềm vui họ chạy theo không? Họ bị đánh mất thì niềm vui này đó, họ có chạy theo không? Niềm vui chúng ta phải chạy theo nè, phải không nào? Có niềm vui chúng ta chạy theo niềm vui, mà chúng ta đánh mất niềm vui của ta. Một người nào đó đánh mất niềm vui của Phật tử, quý tử có chạy theo đó không? Chạy theo không? Thưa sư hỏi nè, quý tử nghe nè, quý tử đang hưởng cái niềm vui này ha, quý tử đang học Phật pháp như thế này, vui Phật pháp như thế này nè. Một người nào vô cắt không cho học nữa, giờ chấm dứt lớp học nữa, và từ đây sao không ai được học nữa, quý tử thấy cái lớp học quý tử mất và cái niềm vui quý tử bị mất á, quý tử có còn chạy theo nữa không? Chạy cái gì? Không, quý tử bắt đầu chạy theo. Thế nè, khi hỷ ái bị cắt, vậy nè, khi hỷ ái bị cắt, quý tử chạy theo, tiếp tục chạy theo gì? Chạy theo cái sân. Hỷ nó mất, chạy ra liền cái sân. Quý tử sẽ thấy, khi mà quý tử không có ngừng lại trong hỷ ái đó, không được thỏa mãn trong hỷ ái đó, quý tử hiện bài cái gì? Sân hận. Khi mà quý tử bị mắc quy mềm mà sân hận hiện bài lên như đó, quý tử có chạy theo không? Chạy theo một hình đại dáng của một xí si mê. Không ngừng chạy. Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy có hỷ ái, có sân hận, có si mê, con người ta tiếp tục chạy là chạy mãi và không ngừng. Là vì sao? Là chúng ta có cái cảm xúc đó. Ta vui theo cảm xúc đó, ta thích trong cảm xúc đó, ta hài lòng trong cảm xúc đó, cho tiếp tục ta chạy theo những cái cảm xúc đó, làm chúng ta nuốt tiếp theo. Ai làm cắt đứt đó, ta gượt theo. Ai phá hủy cái đó, ta gượt theo. Ai chặn đứng đó, ta gượt theo. Ta không có ngừng đứng lại. Không tìm hiểu lý do, nhưng mà ai làm mắc á, ta phải chạy theo cái việc mà người nào làm mắc ta. Ta phản ứng theo cảm xúc của ta. Như thế khi chúng ta thấy được cái cảm xúc này là điều đáng sợ. Đức Phật nói thấy được vị ngọt, đằng sau cái vị ngọt là có một sự nguy hiểm. Đằng sau sự nguy hiểm đó là gì? Phải thoát ly. Con người đó là bậc trí. Thấy vị ngọt mà không thấy sự nguy hiểm đằng sau vị ngọt, mà không tìm cầu thoát khỏi sự nguy hiểm của vị ngọt này á, là người si.
Đức Phật nói như vậy đó. Quý Phật tử thấy có người nào mà tốt với Phật tử, mà tốt nhiều thiệt nhiều, tốt thiệt thiệt tốt, tốt quá sức tốt đi, quý Phật tử làm sao? Tốt xin nghi ngờ, tốt vừa vừa, tốt quá tốt nghi ngờ. Mình cũng đặt cái câu hỏi nè, ở sau này nó lợi nó tốt mình dữ quá ha, mình không có quen biết nó à, nó lợi nó cho mình đủ thứ hết à, gặp cái gì nó cũng cho mình, vừa mở miệng ra nó đưa nó cho liền, cái gì nó cũng muốn, nó muốn làm cho mình vừa, tại sao vậy? Sao nó tốt vậy? Tại mình có ba đứa con gái. Cái nó cũng có, cũng cái cũng có luôn nè, quý tử nghe kịp không? Nhà đó quý tử thấy, nhà đó quý tử thấy đằng sau cái vị ngọt á là đằng sau có cái sự nguy hiểm, đằng sau sự nguy hiểm có sự thoát thoát lì. Sư có nói quý tử cái bể mặt không? Quý tử có nhớ cái bể mặt không? Dạ, cái bể mặt và con ông, đúng không? Giờ con ông xuống cho con bể mặt thì sao? Chỉnh trong đây. Còn nó có lên được không? Nó hưởng được vị ngọt của mặt ống một chút xíu trong đầu kim mà thôi, nó chưa được no bụng đó, và nó muốn bay lên được không? Không, nó chết ở trong đó. Người đàn ông hưởng lấy một chút xíu vị ngọt của người đàn bà, chết một cuộc đời. Xóa 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 xóa. Khó lắm. Thấy vị ngọt mà không sợ sự nguy hiểm của vị ngọt, không ra khỏi vị ngọt, ở là trong ngọt. Do đó ý cảm xúc như thế nào thì lúc đó chúng ta tìm thấy sự chạy của ta. Sự chạy của ta không dừng lại và mãi tiếp tục chạy. Ý cảm xúc mà bậc thượng thì chúng ta bắt đầu phải niềm tới cái gì? Tâm muốn thoát ly. Tâm muốn thoát ly. Mà muốn tâm thoát ly các dục á, là chúng ta phải ly ngôn. Quý vị tự nhớ cái câu pháp ly ngôn như thế nào gọi là ly ngôn. Quý tử càng nói ra là chúng ta còn nguy hiểm. Quý vị tự nhớ, nói là bạc, im lặng là vàng. Ông bà chúng ta có nói câu đó. Quý ta càng nói nhiều đó là chúng ta càng kẹt nhiều. Quý tử đừng bao giờ nói và để mình sư nói thôi. Dạ, yeah, mới vừa nói cái bắt đầu chặn nó sẽ lẹo ra. Nhớ nào, quý tử đừng nói. Quý tử càng nói, quý tử càng kẹt. Không nè, bao nhiêu ngôn từ quý tử nói ra đều kẹt trong ngôn từ hết á, có mình sư à. Hôm nay cái nó hơi bất công ha, như hồi nãy chia ra 16 bộ y thì lấy 6 bộ rồi. Không nè, quý tử thấy không, ly ngôn, không có điều gì mà chúng ta không sợ bằng ngôn từ hay là ngôn ngữ. Ở trên thế gian này người ta không sợ hành động, nhưng mà ta sợ lời nói. Một chút à, nó xích ra bự, có không? Chuyện nhỏ nói ra to, thấy không? Rồi ngôn ngữ, tôi nói cho bà biết chuyện này vô cùng bí mật, bà không được nói người ngài nghe ha. Dạ được rồi, ông nói tôi nghe tôi biết rồi. Hồi hôm qua tôi đã bụng, tôi đi tiêu ra một con chim sẻ sẻ, ngài mời cái thằng con rể nó tới, đừng có phát ba con. Ủa, con muốn gặp ba? Đừng có ba. Ba con nay người không khỏe. Thì sao vậy? Ba nói không được nói cha nghe. Má cứ nói con nghe. Không sao đâu, con người nhà mà. Ồ, con người nhà để má nói nghe. Ba hôm qua ba không khỏe, ba đi tiêu, ba ra hai con chim sẻ sẻ đó. Cái người con rể về nhà nói cho vợ mình là con gái của ông cha. Ba này không khỏe, hôm qua thăm đi chứ không ba chết à. Người con gái chạy qua hỏi ba sao ba. Ủa sao ba làm sao? Ba có gì không? Sao hồi nãy anh về nói con quá sức, ba dữ lắm mà. Còn sao ba đâu có gì đâu. Nãy anh nói về nói ba con sẻ sẻ sao? Cái người cha biết đâu ai? Kêu người vợ tới. Kêu người vợ tới thì tìm ra con rể. Kêu con rể tới thì tìm ra tìm con gái. Ngôn ngữ nó tiết ra rồi đó, khó dữ là lắm. Chỉ có cái ly ngôn thủ khẩu như bình mới không biết lộ ra được. Do đó người tu chừng nào á là càng phải im lặng như chừng đấy. Khoe pháp cao nhân bắt cầm trụ, pháp cao nhân chưa có mà khoe, tìm cầu con đường sự tôn kính cúng dường, bắt cầm trụ vị tỳ khu không được chân chánh.
Vậy thì chúng ta càng tu tập á, chúng ta càng phải ước vọng như vậy, phải im lặng, phải càng im lặng. Càng im lặng chừng nào ngôn từ không tiết khấu, ngôn từ giữ lại, đem lợi cho chính mình, nhiều lợi ích trong đường tu tập lắm. Quý tự nhớ, hành động không sợ mà lời nói đáng sợ lắm. Hành động không đáng lo mà ngôn ngữ đáng lo sợ lắm. Hành động chưa tới người nào nhưng ngôn ngữ đã tới tai người đó rồi. Muốn đánh người ta chưa hành động nhưng ngôn ngữ đã ta tới là người ta muốn đánh mình rồi. Ngôn ngữ nguy hiểm, nguy hiểm bởi những gì? Những tham vọng của con người. Con người bị nuôi dưỡng bằng ngôn ngữ do những tham vọng con người nói ra. Lời nói nó ra có cái câu móc lại, lời nói ra có cái dụng ý kéo lại, lời nói ra có một sự tầm cầu lại. Ngôn ngữ gắn liền với cơ dục. Làm sao chúng ta trở thành bậc thượng lưu, chúng ta có được thượng quả, được an vui như bậc thánh? Không có. Do đó trong bài kệ này, con người tu tập chúng ta phải biết dừng lại trong mọi cảm xúc. Chúng ta phải biết tế ngự trong cảm xúc, phải tiết chế trong mọi cảm xúc và ý nghĩ trong cảm xúc. Thấy ác ý của cảm xúc muốn tác động như thế nào, muốn hành động như thế nào, phải nhận chân được thấy rõ để đừng chạy và không mãi chạy theo ngôn ngữ và trong lời nói và ái dục của con người. Chúng ta nghĩ tới đây, chúng ta có những câu hỏi thắc mắc cho sư, sư sẽ giải đáp của Phật tử. Dạ, quý tử có gì thắc mắc cho sư, hỏi cho sư, sư giải đáp cho Phật tử trước khi chúng ta ra về. Dạ, thưa các bác, thưa đại chúng, chúng ta còn có vài phút thôi, thành ra chúng ta nên tranh thủ để đặt những câu hỏi cho sư Sáng Nhiên. Dạ, quý Phật tử không có thắc mắc á, thì sư xin giải đáp cái câu mà Phật tử mới vừa nói sư là mấy tuần trước sư có phát ra cái bức tranh hay là cái tấm hình là 31 cõi đó, quý tử có và chưa có đó, thì sư xin giải đáp cho quý tử nghe. Cái bức tranh mà sư phát ra và copy ra đó thì phát hai đợt, chúng ta có, sau này chúng ta vẫn chưa đủ đó, là vì số lượng của chúng ta lên xuống bất ngừng đó, chúng ta không có theo dõi kịp đó. Thì ở đây á, thì cho thì có đây sư xin giới thiệu cho quý tử, tại quý tử có nhiều người họ đọc không hiểu đó, thì đây sư xin dắt cho quý tử đền thấy. Đây là 31 cõi, nó gồm có 3 tên ngôn ngữ bằng tiếng Anh hỏi nè, rồi bằng tiếng Pali, cho nên có bằng tiếng Pali, và trong bằng tiếng Pali nó có tiếng Việt, từng cõi, từng tên cõi. Thì ở đây quý tử sẽ thấy từ dưới đi lên, chúng ta đọc bức tranh này á, bức hình này á, là do công lao của các vị chư tăng họ đã thiết kế dựng lập lên 31 cõi này. Quý tử sẽ đọc từ tại đây á, là địa ngục, ngạ quỷ, tu la, súc sanh, là bốn cõi khổ. Sau khi bốn cõi khổ qua cái manu xá, đến đây gọi là con người, người ta gọi là nhân đạo nè. Quý tử nè, ở đây địa ngục nè có đề hết, chia ra chân á là súc sanh nè, bê tá là ngạ quỷ nè, asura là atula nè, manusá là con người, là con người chúng ta ở đây, và cái tú thọ của con người có ghi hết ở bốn cái cõi khổ, không có tính được tú thọ, sự đau khổ của chúng sanh trong bốn đường ác đạo không tính được tú thọ. Do đó lên tới manusá bắt đầu tự thấy được cái tú thọ của chúng sanh, cái tú thọ con người. Cứ lên đây là cha tú maharajaka, tức là tứ đại thiên vương. Đây là ở tứ đại thiên vương, ở một ngày một đêm ở tứ đại thiên vương bằng 50 năm của con nhân loại, nó có ghi ra hết. Đây là tứ thiên vương tiếng Việt Nam nè, rồi nè, rồi tiếng Bali nè, rồi tiếng Anh, rồi nó chia ra bốn vị vua, một có tên mỗi vị vua, một vị cai quản hướng là tứ đại thiên vương. Bức tranh này nó có nói rõ. Rồi kế tiếp nữa là toa tinh xá, là cõi trời đau lợi mà chúng ta gọi là ngọc hoàng thượng đế, hay là vua trời đế thích, hay là ta gọi là cõi tam thập tam thiên, là cõi này có 33 vị trời cai quản, vị chủ quản đó là vua trời đế thích. Thì các vị đã ở một ngày một đêm ở cõi nhân, ở cõi đau lợi bằng 100 năm cõi nhân loại, ở đây có ghi rõ hết. Cõi này cõi Yama, là cõi kế bên cõi to tinh xá, là cũng nằm trong dục giới. Thì quý tử sẽ thấy Yama nằm cao hơn cõi đau lợi, và Tusita là cõi đau xuất đà, là chỗ thiên mẫu Maya sau khi hạ sanh Sĩ Đạt Ta 7 ngày thác sanh về ở đây. Và tất cả các vị Bồ Tát nguyện chánh đẳng chánh giác
Thành Ba La Mật sau khi chết chưa thành Phật, trở về Tusita tu tiếp. Như sư á, là sau khi sư bỏ cái thân xác mạng này, sư về Tusita, quý vị tưởng muốn gặp, gặp trên đó. Tusita, quý nè. Rồi Tusita xong tới Quá Lạc Thiên, ở đây có tên nè, Tusita là Đấu Xuất Thiên nè, rồi Quá Lạc Thiên nè. Quá Lạc Thiên này là cái cõi này đó, là họ biến hóa ra để họ hưởng dục lạc. Cái phước của họ có, họ nghĩ, ví dụ họ nghĩ tới một trái táo hiện tới tay họ, họ hưởng liền. Nó gọi là Quá Lạc Thiên. Còn cái cõi này Tha Quá Tự Tại, là cõi này của vua ma, ma dương ở, là cai quản hết. Vua ma ở đây cai quản hết tam giới. Ông ta nằm ở đây á, mà ông ta nằm coi hết tam giới. Vua ma nằm ở đây, ma dương. Đây là cõi trời dục giới, đây là cõi trời dục giới. Ta có 11 cõi. Qua cõi trời dục giới, chúng ta tính thêm từng thiền. First jhana, tức là từng thiền thứ nhất, nó có tiếng Anh trong đây nữa. Rồi nè, rồi cứ tử qua cái từng thiền thứ nhất đó, chỗ nhân này nè, là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, là các vị tu chứng đắc từng thiền thứ nhất của cõi trời sắc giới. Sau khi họ chết, họ sinh về cõi trời từng thiền thứ nhất là tứ đạo tổ gọi là Phạm Thiên. Rồi từng thiền thứ hai, họ sẽ sinh ra về cõi trời này là Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên. Lúc đó là từng thiền thứ hai, họ chứng đắc thiền mà không hoại thiền. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh về cõi trời từng thiền thứ hai sắc giới. Từng thiền thứ ba là Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên và Biến Tịnh Thiên, cho họ chứng đắc từng thiền ở cõi trời, ở cõi người này, thân hoại mạng chung, sanh về cõi trời, hưởng được ba cõi từng thiền này. Và có từng thiền thứ tư là Quảng Vả Thiên và Vô Tưởng Thiên, và năm cõi này là Ngũ Tịnh Cư Thiên, là dành bậc A Na Hàm. A Na Hàm mà nãy chúng ta đã học đây đó là bậc Thượng Lưu, là Bắc Lai, họ sanh về cõi trời này, họ hưởng tới cái này và họ tu tiếp, họ A La Hán luôn. Họ tu tiếp họ A La Hán luôn. Thì chúng ta sẽ thấy này nè, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và ngũ tịnh sắc cứu cánh, ngũ tịnh cư thiên. Thì ở cõi này là chúng ta tiến tu theo con đường nào? Tính, tấn, niệm, định và tuệ. Do con đường mà họ tu tập ngũ tịnh, ngũ căn, họ sanh về từng thiền, ngũ tịnh cư thiên cho bậc A Na Hàm. Người nào mạnh về tính, sanh về cõi trời tính. Người nào là tấn, sanh về cõi trời tấn. Người nào tuệ, phát triển cõi trời tuệ. Cõi trời tuệ là cõi trời sắc cứu cánh thiên, ở đây tu tất giải thoát. Còn nếu như mà họ tu từ tính, họ lên tấn, tấn lên niệm, niệm lên định, định lên tuệ, thì họ phải đi từng cấp này lên như này. Họ có đi. Đó là ngũ tịnh cái thiên. Và bốn cõi trời này nó gọi là Arupa Loka, bằng tiếng Anh cũng có nè, là cõi trời vô sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi phi tưởng xứ. Ở bốn cõi trời này, do ở cõi nhân loại tu thiền danh sắc, tu thiền danh pháp, không có sắc pháp, họ được sanh về cõi trời đó. Asita là người đoán tướng số Đức Phật hồi lúc mà ngài vừa sinh ra. Vua Tịnh Phạn đem ra để coi tướng số, thì vua Tịnh Phạn vừa bưng ra, Sĩ Đạt Ta lấy hai chân đạp trên đầu Asita, là ông ta đắc cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Ông ta đắc cõi phi phi tưởng xứ. Còn hai người thầy mà lúc mà Sĩ Đạt Ta vào trong rừng già tu 6 năm khổ hạnh, A La Cá và Út Đa Cá, một người đắc vô sở xứ và người đắc phi phi tưởng xứ. Đây là cõi trời vô sắc giới. Nguyên tử cứ tiếp tục lo tu, rồi quý tử tối nay quý tử về quý tử sẽ thấy cái câu trời đó trong giấc ngủ. Bây giờ mới có đem theo nữa kìa. Đó, bây giờ quý Phật Tà muốn sinh thì quý tử sinh. Quý Phật Tử hiểu không? Yeah. Do đó là cái bản đồ này là cái bản đồ hành trình quý tử đi trong tam giới. Có cái tiếng Anh, có tiếng Anh, rồi có tiếng Bali và có tiếng Việt, và nó có kể từng mỗi tuổi thọ của chúng sanh ở đó. Quý tử phải cần có để quý tử biết, để mai mốt quý tử nằm ở góc độ nào. Phải không nào? Quý tử phải có cái bản đồ này. Khi mà người ta hỏi chứ, trong 31 cõi này bạn ở đâu, quý tử biết không? Dạ biết. Quý tử biết mình ở đâu không? Dạ. Dạ, quý tử biết mình ở đâu không? Dạ biết. Dưới chót ha. Rồi dưới chót. Rồi. Sư giả đáp nè. Cái chú kia cho nói, chú hỏi cho mấy Phật tử biết nằm đâu, cái chú nói dưới chót ở dưới địa ngục. Cho chút xíu người. À, giờ đã dưới chót. Dạ thưa con có câu hỏi sư. Dạ sư nghe. Dạ. Thưa sư, những cái tầng trời đó đều có cái tuổi thọ hết phải không sư? Dạ có. Như vậy thì những cái chữ thiên mà họ khi mà họ đi tìm những cái phước báo của nhân thiên, nhân loại hồi hướng cho họ, thì cái tuổi thọ họ như thế nào sư? Họ tăng lại.
Quý Phật tử nghe ha, khi chư thiên á, mà chư thiên ở trên cõi trời á, nhất là cõi trời dục giới á, tức là cõi trời từ tứ thiên vương, từ tứ thiên vương lên tới tha hóa tự tại, ngay cả ma dương cũng vậy đó. Họ cầu phước của mình lắm, họ cầu phước của nhân loại lắm, vì ở các cõi kia họ không có tu. Quý Phật tử nhớ, ở các cõi trời đó họ không có tu. Duy nhất cái cõi trời mà nãy sư nói là cõi trời Tusita, là cõi trời Đấu Xuất Đà cho các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó. Họ về đó họ tiếp tục bổ túc ba la mật thì họ còn tu. Như sư sau khi bỏ thân mạng này, sư về trên đó, sư tiếp tục bổ túc ba la mật, sư vẫn tu và sư thuyết giảng pháp cho chư thiên ở các cõi trời khác tới nghe. Thì đó còn tu, chứ ngoài ra không có cõi trời nào tu hết á. Do đó họ chỉ còn mong đợi vào cõi nhân loại này thôi. Nhân loại nó có tu, nhân loại này có làm việc thiện, có làm việc bất thiện, có làm việc phước, có làm việc ác, cả hai ở nhân loại này cả. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới chư thiên, chúng ta hồi hướng phước tới chư thiên được tăng phúc tăng thọ trở lại liền. Quý Phật tử nhớ, có năm điều chư thiên sợ lắm. Có năm điều chư thiên sợ xảy ra. Thứ nhất á, là năm điều đưa đi tục sanh ở cõi chư thiên, năm điều đi tục sanh hay là đi tái tục. Thứ nhất á, cái sắc thân của chư thiên mắc ánh sáng. Sắc thân của chư thiên lúc nào cũng phát ánh sáng đó, tới lúc mà hết tuổi thọ mắc ánh sáng. Cái y của chư thiên mặc đó mắc ánh sáng. Cái thiên cung mà chư thiên ở đó mắc ánh sáng là ba. Cái rồi á, mồ hôi đổ ra, chư thiên không bao giờ đổ mồ hôi là bốn. Và chỗ ngồi của chư thiên phát nóng lên là chư thiên sắp sửa đi tục sinh. Sợ lắm, chư thiên sợ lắm. Như quý Phật tử biết không, mình ở chỗ sướng, ở chỗ vui, chỗ sung sướng cũng thích thú rồi đó, mà đưa quý Phật tử đi chỗ mà có chỗ nằm nghèo khổ, quý Phật tử sợ lắm. Hả, quý Phật tử nghĩ tới cái đó quý Phật tử sợ hà. Do đó đó thì quý Phật tử sẽ thấy chư thiên cũng vậy đó, chư thiên sợ lắm. Cái chư thiên nghe chúng ta hồi hướng ở con nhân loại này, hồi hướng phước báo cho chư thiên được tăng phúc tăng thọ, chư thiên phục hồi cái tuổi thọ lại liền. Chư thiên đang ở cõi tới 500 tuổi thọ thì họ trở lên 500 tuổi thọ liền à, họ không có xuống, họ không có đi và không tục sinh. Và sau khi mà họ hưởng được cái đó, họ quay trở lại họ độ là mình. Do đó đó quý Phật tử nhớ làm việc thiện chi, chúng ta nhớ không quên hồi hướng phước cho chư thiên. Thì thứ nhất, chúng ta hôm nay mà có Phật pháp mà được nghe, được học, được tu, có sư, có thầy chỉ dẫn, có kinh, có sách quý tử đọc là ơn của chư thiên. Đức Phật ngài khi còn ở cõi trời Tusita, chư thiên tới thỉnh ngài xuống. Sau khi ngài đắc đạo quả, ngài muốn vô dư niết bàn, chư thiên thỉnh ngài đi thuyết giảng. Chư thiên thỉnh ngài đi thuyết giảng. Rồi những cái pháp thoại nào mà chúng ta không nghe, không hiểu, không chưa thắc mắc á, thì chư thiên lại hỏi chúng ta học hôm nay. 38 điều hạnh phúc mà sư đang giảng ở tại chùa Quan Nghiêm mỗi tuần, mỗi thứ năm, Mangala Sutta là chư thiên đến hỏi, mà hôm nay chúng ta được hưởng 38 điều hạnh phúc đó. Còn nếu Phật tử đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, hay là chúng ta đọc ở trong mà Khuddaka Nikaya Tuyển Bộ Kinh, chư thiên nhiều giai đoạn về chư thiên lắm. Cẩm thiên sứ, cẩm thiên tử, phẩm nhiều chư thiên lắm. Hỏi pháp cho chúng ta này có dịp ta học. Cho đó chúng ta mang ơn chư thiên. Và hôm nay chúng ta có Ngọc Xá Lợi Đức Phật là chư thiên làm lễ trợ tỳ quả thiêu sắc thân ngài. Và hôm ta có mới Xá Lợi Đức Phật là ta thờ, cũng do chư thiên. Lửa nhân loại đốt không cháy sắc thân Đức Phật, phải lửa chư thiên đốt cháy mới được. Cái đó cũng do cái phước của chư thiên ngài cũng đã để lại cho chúng ta. Chư thiên đâu có giữ Ngọc Xá Lợi Đức Phật đâu, nhân loại đang giữ, đang thờ. Chúng ta đang hưởng cái phước của chư thiên cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ quên. Nếu chúng ta không biết, nay sư nhắc, chúng ta biết rồi chúng ta nhớ. Làm việc thiện chi, chúng ta cũng nhớ hồi hướng cho chư thiên hộ là chúng ta. Khi chúng ta bỏ cái xác thân làm người đây, sư nhắc, quý tử bỏ xác thân làm người đây, quý tử muốn trở lại làm người, thì chúng ta gặp lại thân bằng cũng thuộc ta làm người. Nhưng mà khi chúng ta bỏ xác thân làm người đây mà chúng ta không muốn trở làm người, người phiền não, người ô uế, hay là người nhiều cái chữ hơn thua cánh tỷ, ta sanh về trời, chư thiên là thân bằng quyến thuộc của Phật tử. Thấy không nè, chư thiên mới là thân bằng quyến thuộc của tử. Cái xác thân này ô uế ta bỏ lại cõi trời, cõi trời này, cõi đời này, người ta ra đi, ta ra về trời, chư thiên đón rước ta, hoan hỷ ta, thân bằng quyến thuộc ta, vui với ta mà hưởng phước với ta, và chia những cái công đức tu tập của chư thiên cho chúng ta, chúng ta tiếp tục tu tập nữa, phải là chúng ta hưởng phước báo của chư thiên. Sư có nhắc về Xá Lợi, nhưng mà
2500 năm về trước, những cái xá lợi của Phật đó rồi không được những ai bảo quản đi gửi đi để chia đều hay là giữ cái record đó, rồi cái làm sao mà bảo đảm 100% đó là xá lợi của Phật? Sư con không biết nữa. Ngày hôm nay xá lợi Đức Phật không phải vậy mà có. Sau khi mà vua A Dục nhân ra 84.000 tạo tăng thấp thờ ở khắp nơi Ấn Độ thì nó có một sự nhiễu loạn, một số người lợi dụng đem về làm tư riêng. Sau đó chư tăng mới bắt đầu quản lý trở lại tất cả xá lợi Đức Phật là trong sự quản lý của giáo hội của chư tăng. Từ Tích Lan bắt đầu mới đem qua bên Miến Điện, qua Thái Lan và Campuchia và Việt Nam chỉ dành cho chư tăng quản lý mà thôi. Vì chư tăng biết, và chư tăng biết cách quản lý và biết cách tôn thờ, biết cách tôn kính và biết cách nơi trân trọng, còn Phật tử không biết. Nhưng mà trong bài kinh Thừa Tự Pháp, ở trong bài kinh Thừa Tự Pháp của Digha-nikaya thì Đức Phật ngài cả dạy tất cả đệ tử của Như Lai thừa tự giáo pháp, không thừa tự tài vật. Nhục thể của Như Lai phải để cho hàng tại gia săn sóc và lo gìn giữ. Tức là sau khi mà Đức Phật ngài ra đi, ngài đã dạy bảo Ananda trong bài phẩm kinh Mahaparinibbana Suttang, tức là đại viên tịch Niết Bàn, mà người Việt Nam chúng ta dịch gọi là đại bát Niết Bàn. Thì cái đại viên tịch Niết Bàn đó nha, đại viên tịch Niết Bàn á, là Đức Phật ngài nói với Ananda, nhục thể này cho người thế gian lo và người xuất gia phải lo con đường tu tập. Do đó hôm nay chư tăng cũng như trong giáo hội, nhất là giáo hội Phật giáo Thái Lan, nhiều sư có được dịp tiếp xúc, họ đều đưa cho sư, họ nói là nếu sư có Phật tử nào biết tôn kính thờ phượng trang nghiêm trong sạch đàng hoàng thì nên cho họ gieo duyên và họ tạo nên tôn thờ tôn kính, và sư phải dành thì giờ lo Phật pháp chứ không lo gìn giữ tăng nhập xá lợi. Giờ mấy Phật tử biết sư có ngọc xá lợi, mấy Phật tử ngày mai mấy sư lên, mấy Phật tử lên ngày mốt mấy Phật tử lên, mỗi ngày lên chim bái ông sư hết từng tu, họ giao cho ông cho bà đi rồi xong đem về thờ đi, rồi xong rồi sư ở yên. Mấy tử nghe kịp không? Do đó ngày hôm nay á là sư mới làm cái con đường đó, sư bắt đầu mà cho lại ngọc xá lợi Đức Phật mà sư đang có cho cái Phật tử tôn kính thờ. Nếu Phật tử có lòng tôn kính thờ mà trang nghiêm trong sạch, sư phải đưa lại một cách trân trọng chứ không phải kinh xuất. Đó là lời dạy Đức Phật, còn sư phải lo giáo pháp mà thôi. Cái chưa, nhưng ta nghĩ tại đây. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả Niết Bàn, đến đạo quả Niết Bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích, vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, và các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, và các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến cửu quyền thất tổ, đến cửu quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, của ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, xin thành kính, xin thành kính, chia quả phước báo này, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc, đến thân bằng quyến thuộc, của chúng con còn đang tại thiền, của
của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi. Xin được tai qua nạn khỏi. Tật bệnh tiêu trừ. Tật bệnh tiêu trừ. Thân tâm thường an lạc. Thân tâm thường an lạc. Tăng phúc tăng thọ. Tăng phúc tăng thọ. Hưởng cảnh quả phước như nguyện. Hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến chư Diêm Vương. Đến chư Diêm Vương. Đến tất cả chúng sanh. Đến tất cả chúng sanh. Trong ba giới bốn loài. Trong ba giới bốn loài. Và cho tất cả chúng con. Và cho tất cả chúng con. Sớm mau được hưởng. Sớm mau được hưởng. Cảnh quả phước. Cảnh quả phước. Như ý nguyện mong cầu. Như ý nguyện mong cầu. Đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. Chư thiên ngữ trên hư không. Địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều. Đồng sinh quang hỷ phước liều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu. Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Phước căn con đã tạo thành. Do thân khẩu ý tu hành gieo nên. Đều là phước bao vững bền. Có thể tiếp chung độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thỏ nhàn. Chúng sanh được hưởng nhân gian ta bà. Chư thiên phạm thiên cùng là. Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy. Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung. Hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường. Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành. Để dứt khỏi những điều ô nhiễm. Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng ta nghĩ về lái xe phải cẩn thận.